Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em. Dạ, hôm nay TV256 muốn trình bày cho quý anh chị em về cái đề tài là ông Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc. Mong chị em lắng nghe nha. Dạ, chúng ta biết rằng đó là trong cái lịch sử chiến tranh của thế giới đó, dân tộc này đó giết dân tộc kia đó là một chuyện rất là bình thường. Thí dụ như nước Đức đó, thì có Hitler. Hitler đó là một người Đức mà tàn sát dân tộc Do Thái hàng triệu người. Họ có thể đưa cái dân tộc Do Thái vào một cái phòng mà hơi ngạt đó để mà giết hết hàng 2 triệu người. Và cái lịch sử đó là chúng ta đã biết. Người Đức á, giết cái dân tộc Do Thái đó thì mình thấy có thể mình nghĩ rằng là đó có thể là cái chuyện thông thường. Trong lúc mà chiến tranh với nhau á thì nước này giết nước kia. Thành ra họ khác cái dòng giống với nhau. Cái nội giống họ khác với nhau, thành ra họ dễ xảy ra chiến tranh và họ có thể tiêu diệt lẫn nhau. Thành ra ý của TV256 muốn nói rằng là chuyện đó có thể mình xem đó là chuyện bình thường. Giống như bên đất nước mình cũng xảy ra chiến tranh, Nam Bắc chiến tranh, thì trong đó tự nhiên có một cái anh chàng gọi là Trung Quý, rồi là William Carey. Tự nhiên là ông sát hại biết bao nhiêu thường dân vô tội của nước ta mà ở làng Mỹ Lai. Thì cái chuyện đó thì tất cả là quý anh chị em đều biết nó xảy ra làng Mỹ Lai như thế. Quân Mông Cổ á, xâm lấn nước ta cũng y chang như vậy đó. Họ tàn sát dân tộc ta. Chẳng những họ xâm lấn mà tới 3 lần lận, không phải là chỉ là một lần, 3 lần để mà tàn sát của dân ta. Mình thấy người Tàu đó, họ xâm lấn đất nước của mình là mình, tại vì nó khác cái nồi giống với nhau. Thành ra cái nước này đó xâm lấn nước kia đó, mình cảm thấy là bình thường như vậy. Mà giết hại biết bao nhiêu là người dân của mình. Tất cả qua chỉ vì là khác chủng tộc, khác về ngôn ngữ, khác về tập quán, thấy không? Thành ra đó, khi nào nó khác như vậy đó, nó khó thông cảm nhau. Thành ra nó có thể tàn sát, nó giết hại người mà không có đồng chủng tộc với nó, thấy không? Nhưng mà cái trường hợp mà ông Hồ Chí Minh thì mình thấy mình đặt cái câu hỏi về ông Hồ Chí Minh, tại sao ông Hồ Chí Minh lại là một người Việt Nam mà đi giết người Việt Nam như vậy? Một người Việt Nam mà đi giết người Việt Nam mà giết một cách rất là tàn nhẫn qua cái cải cách ruộng đất mà chúng ta đã thấy. Cái cải cách ruộng đất theo cái tờ báo Kinh Tế của Cộng sản là đã sát hại 172.008 người. Mà trong số mà bị cáo buộc đó là 132.000. Nhưng mà cá nhân TV có lẽ là không tin điểm đó. Cái con số đó nó có thể là nhiều hơn nhiều. Cái con số đó nó có thể là, nó phải là 5% dân số cái thời đó. 5% dân số mà ở miền Bắc á, lúc đó khoảng 10 triệu người, thì Hồ Chí Minh đã giết 500.000 người. Nhưng mà theo những sách vở của Cộng sản thì Hồ Chí Minh giết 172.008 người. Và cái con số mà giết người như vậy, giết người mà cùng chủng tộc như vậy, thì đó là một cái chuyện mà lạ lùng, mình mới đáng nói. Tại sao một người mà giết hàng trăm ngàn người cùng dòng giống với mình? Thành ra mình phải đặt cái câu hỏi, tại sao Hồ Chí Minh hành xử như vậy?
và mình biết cái văn hóa của đất nước mình viết biết được cái phong tục tập quán của mình, cái con người Việt Nam nhân hậu, mình hiểu điều đó. Người Việt Nam, cái bản chất của người Việt Nam là nhân hậu, hiền hòa, khiếu khách. Tại vì mình có cái một nền văn hóa trải dài suốt gần 5.000 năm. Thành ra mình phải tin tưởng vào điều đó. Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam, không thể nào mà Hồ Chí Minh giết hàng trăm ngàn người Việt Nam như thế. Thành ra mình phải đặt cái dấu hỏi. Mình đặt cái dấu hỏi Hồ Chí Minh là ai? Mà tại sao giết người Việt Nam như vậy? Mà giết hàng trăm ngàn người. Mình bắt buộc phải đặt cái dấu hỏi đó thôi. Thì mình khi mình bắt đầu mình đặt dấu hỏi đó thì mình phải suy ra rằng thời mà cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh giết người như thế, nó có những cái khẩu hiệu rất là đặc biệt. Cái khẩu hiệu là trí phú địa hào, đào tận gốc, cấp tận rễ. Tại sao phải giết tất cả những người trí thức? Tại sao giết những người giàu có, những người mà phú nông? Tại sao những người làm chủ đồn điền đều là coi như là có tội của dân tộc? Thành ra đó, khi mình nhìn thấy cái điều như vậy thì mình phải nghĩ ngay rằng là có thể Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Thành ra nó có hành động ác với người Việt Nam như vậy. Người Việt Nam không thể nào mà mình tiêu diệt cái hàng trí thức được. Không thể nào mình tự tiêu diệt cái đất nước mình. Những cái người là trí thức là giết hết. Ngay cả mà khi mà TV sinh hoạt ở trên Ba Thoát đó, có một anh bạn có thể là lớn tuổi, họ nói cái thời mà cải cách ruộng đất, chỉ cần anh nhìn thấy một người mang cái mắt kiếm thôi, mắt kiếm cận thôi, mang cái mắt kiếm cận là phải bị bắt vào tù rồi. Cái đất nước mình nó kinh hoàng như vậy. Dạ, TV cảm ơn anh Nguyễn Thanh Tịnh với anh Thanh Thị Ngô hả? Thanh Thị Ngô hả? À, cho TV đọc cái tên cho nó đúng nè. Có gì đánh dấu tí xíu. Dạ, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe. Thì mình thấy cái điều đó là mình phải có cái suy nghĩ là Hồ Chí Minh không thể là người Việt Nam. Người Việt Nam rất là nhân hậu. Theo cái sách vở mà từ 5.000 năm dân hiến của mình biết được người Việt Nam rất nhân hậu. Mình không muốn giết ai hết đó. Bởi vì cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa, người ta đưa ra cái chánh sách chủ trương là phải là nhân bản. Cái nhân bản là mình phải là một con người. Mình con người thì mình khó thể nào mà mình cầm dao mình giết một người khác. Đồng ý là cái xã hội nó có những xảy ra rồi là giết người, nhưng mà cái đó là cái số ít thôi. Cái số ít nó không phải là số nhiều mà mình đáng nói. Thành ra một cái điều đó nó làm cho TV256 đó khẳng định đó là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp cộng sản. Tại vì một tên gián điệp cộng sản đó nó khác chủng tộc. Giống như đầu bài TV đã nói rằng đó là nó khác chủng tộc. Nó có thể nó giết nhau dễ dàng. Nhưng mà khi mà người cùng chủng tộc với nhau mà giết nhau đó, thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Chúng ta phải đặt câu hỏi Hồ Chí Minh có phải là người Việt Nam hay không? Bắt buộc chúng ta phải đặt câu hỏi như vậy. Và khi có cái câu hỏi và chúng ta sẽ tìm những cái lời giải thích, và nó có hàng trăm, hàng ngàn lời giải thích để chứng tỏ rằng Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Trung Quốc. Bây giờ TV sẽ kể ra rất là nhiều điều, nhưng mà trước hết TV muốn trình bày với quý vị anh chị em về cái cuộc mà cách mạng mùa thu. Cách mạng mùa thu nó xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.
khi mà Hồ Chí Minh nó cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, đọc cái bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 1945 và sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng mà có lá cờ mập nha, của tỉnh Phúc Kiến ở bên Tàu. Đó là những cái lịch sử mà mình không thể chối cãi được. Ngay cái tại bờ quảng trường Ba Đình, thì chúng ta cũng ai cũng biết điều đó. Cứ cái ngày 2 tháng 9 là cái ngày đó Hồ Chí Minh tuyên xưng là độc lập, là cái ngày có hạnh phúc toàn dân. Nhưng mà sự thật, nếu mình hiểu được đó, là đó là cái ngày đau thương của dân tộc mình. Nó đau thương vô cùng lắm. Cái ngày mà cướp chính quyền mà, làm sao mà mình có thể mình chấp nhận được. Thành ra mình phải đặt cái vấn đề nghi vấn thôi. Thì sau lưng bàn tay của Hồ Chí Minh đó là có Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đó dựng nên cái đại khái là dựng lên cái người gián điệp đó. Mà Mao Trạch Đông đó cũng là người Tàu, thì người Tàu họ giết cái mình thì đâu đâu có thương xót đâu. Thành ra đó Mao Trạch Đông là người Tàu, thành ra hiểu rõ về văn hóa lịch sử của người Tàu. Mao Trạch Đông đâu có điên, Mao Trạch Đông đâu có điên để mà có thể là xúi giục Hồ Chí Minh phải sử dụng lá cờ đỏ sao vàng. Mà cái lá cờ đỏ sao vàng là của tỉnh Phúc Kiến, của tỉnh Phúc Kiến, làm sao mà ai cũng biết điều đó. Người ta đều cũng biết điều đó. Mà tại sao Hồ Chí Minh lại sử dụng cái cờ Tàu, cái cờ của tỉnh Phúc Kiến để mà đưa vào trở thành cờ nước vào cái ngày 2 tháng 9 như vậy? Chúng ta thấy xót xa không? Là đây là một cái âm mưu của thằng Tàu, âm mưu của thằng Tàu sử dụng Hồ Chí Minh rồi sử dụng lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến để sau này có thể thôn tính cái đất nước Việt Nam mà hàng ngàn năm qua bao nhiêu lần đều bị Việt Nam ta đánh bại tụi Tàu. Bao nhiêu lần trong quá khứ lịch sử, suốt hàng ngàn năm như vậy, suốt cả ngàn năm như vậy mà nó rõ ràng cái lịch sử như vậy mà thằng Tàu không thể nào mà chiếm được Việt Nam. Và từ đó nó đưa ra những cái âm mưu như vậy, nó gây dựng nên Hồ Chí Minh như vậy. Hồ Chí Minh mình hiểu qua cái lịch sử, mình hiểu qua những cái cuốn sách của ông Hoàng Văn Chí mà TV từng đọc qua, và hiện tại trong nhà TV cũng có quyển sách của Hoàng Văn Chí nữa. Là cuốn sách khẳng định là ông Hồ Chí Minh đã chết rồi. Và cuốn sách lại nghi ngờ nữa, nghi ngờ cái ông Hồ Chí Minh này đó, ông khác cái Hồ Chí Minh kia. Nếu mà quý anh chị em đó, trong trong sách nó có những cái trang đó mà quý anh chị em cần bằng chứng thì tôi Vi sẽ đưa tất cả bằng chứng cho quý anh chị em thấy. Là cái người mà Hoàng Văn Chí là cái người mà sát vai cùng Hồ Chí Minh. Đó là sự thật như vậy. Tại vì ổng là cũng là người cộng sản, nhưng mà ổng biết được rất nhiều sự thật. Ổng là người mà đúc tiền in tiền cho Hồ Chí Minh. Nó có cái lịch sử nó như vậy đấy. Thành ra ổng có cái vai trò rất lớn, mà rốt cuộc là ổng không tin tưởng Hồ Chí Minh. Ổng không tin tưởng, và tại vì tờ cái ba ổng viết trong sách đó là cái tờ mà Daily News của bên London đó, của bên Anh đó, nó đã đăng vào Hồ Chí Minh đã chết 1932 hay 33 gì đó, TV không rõ. Bây giờ phải 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 đọc lại cái đó thì mới nhớ 32 hay 33 đó. Thì nói rằng đó, tờ tờ Daily News nói rằng là ông Hồ Chí Minh đã chết. Và bên mật thám Pháp nó cũng biết cái điều đó. Cái đó là trong sách lịch sử đó.
Thành ra mình phải tin vào điều đó. Và đó mình cho nó là năm 1933 đi. TV thí dụ 1933 đi. Rồi bao nhiêu năm xảy ra sau đó chúng ta có biết về tung tích Hồ Chí Minh không? Hoàn toàn không có một người nào biết về tung tích Hồ Chí Minh. Đến lúc mà Hồ Chí Minh xuất hiện tại hang Bắc Bó, TV biết đó, đây là cái đề tài đó, có thể là quý chị em coi thường, tại vì nó quá quen thuộc rồi. Nhưng mà quá nhiều người trình bày về cái đề tài này. Nhưng mà tại sao TV vẫn giữ cái đề tài này? Tại vì TV có rất nhiều tài liệu, rất nhiều về cái tin tức để TV chứng minh được ông Hồ Chí Minh là một gián điệp Trung Quốc. Thành ra nhiều khi TV thấy rằng anh chị em có thể vô đây rồi chạy ra, thí dụ vậy. Tại vì có thể anh chị em không hiểu được những cái mà nó ẩn ở trong đó, nó che giấu ở trong đó, mà hoàn toàn mấy chị em không hiểu được. Có thể những người mà đấu tranh đi, họ cũng không tin nữa. Họ chưa chắc là họ tin là người mà gián điệp Trung Quốc nữa. Còn những cái gì mà TV nói là TV có những cái tài liệu chứng cứ để mà cá nhân của TV khẳng định đây là một cái tên gián điệp. Một tên gián điệp mới đưa cái lá cờ cờ đỏ sao vàng mặt đó để mà để cho Hồ Chí Minh sử dụng thành lá cờ nước. Bây giờ TV đặt câu hỏi quý anh chị em, nếu mà quý anh không tin, TV chỉ đặt câu hỏi thôi. Cái lá cờ vàng sao cái lá cờ đỏ sao sao vàng đó từ đâu có vậy? Do người Việt Nam vẽ ra sao? Ai vẽ ra điều đó? Ai vẽ ra lá cờ điều đó? Quý anh chị em nào mà hiện tại trong diễn đàn có thể tách chat cho TV được không? Tách chat lần ai là vẽ lá cờ đỏ sao vàng mặt đầu tiên. Nếu mà một cái lá cờ mà đại diện cho cả dân tộc của mình mà mình không biết được cái lịch sử ai vẽ lá cờ, thì làm sao mà mình có thể mà mình tin được bất cứ người nào? Làm sao mình tin đó là cái lá cờ của chẳng lẽ Hồ Chí Minh vẽ ra? Mà trong những cái mà TV đào những cái pho sử liệu của bên Cộng sản, thì TV thấy ngay rằng nó có những sử liệu nó gọi là có ông Nguyễn Hữu Tiến, một ông hiệu Nguyễn Hữu Tiến nào đó vẽ ra, người đầu tiên vẽ ra lá cờ đỏ sao vàng vào cái năm 1940, đại khái là như vậy. Toàn là láo khoét không thể tưởng tượng được. Lúc đó đó bộ mà văn hóa thông tin của bộ văn hóa mà lúc đó là nó chỉ là bộ văn hóa thôi, không phải văn hóa mà thông tin đâu. Ngay cái bộ văn hóa là đã nói rằng là cái điều mà ông Nguyễn Hữu Tiến đó đã sai lệch rồi, không phải là Nguyễn Hữu Tiến vẽ. Nó trong cái tài liệu mà của bây giờ TV trên trước mắt của TV thì có cái phần mà information đó, thì TV muốn đọc cho quý anh chị em đó là trong cái công văn số 1393 Bộ Văn hóa đó, thì do Thứ trưởng Bộ Văn hóa là Lưu Trần Tiêu ký vào ngày 18 tháng 4 2011, có ghi là tất cả các nguồn tài liệu hiện có tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, tại Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đều không có tài liệu nào chứng minh rằng đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ. Ở TV lấy cái tài liệu của Cộng sản để mà chỉ ra những cái sai lầm của Cộng sản.
Người ta là cho là Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ vào năm 1940. Bây giờ cái tài liệu của Cộng sản, mà đó là một cái công văn của cái Bộ Văn hóa nữa, Bộ Văn hóa Thông tin nữa. Một cái công văn như vậy khẳng định rằng là không, ông không có một cái tin tức nào mà lá cờ vẽ được từ bàn tay của ông Nguyễn Hữu Tiến. Thế là TV lại đào sâu thêm nữa. Khi mà TV đào sâu thêm nữa thì nó ra một cái người nhân vật khác nữa. Nó là ông Lê Quang Sô. Quý vị mà nếu mà cần biết cứ vô search Google, vô search cái người là Lê Quang Sô. Lê Quang Sô là người cái vẽ cái lá cờ đỏ sao mập vào tháng 8 năm 1939. Đó, tài liệu nó ghi rõ như vậy. Thành ra đó, TV đọc thêm đó là với nhân chứng là người con đã kể lại thì nghe cái giả thuyết này cũng không đáng tin nữa. Nó qua một cái người trung gian rồi, nó qua người trung gian là ông con thì hiếm vẽ, nói là người cha mình vẽ cái lá cờ như vậy, làm sao mà mình có thể mình tin được? Tại vì ông Lê Quang Sô thì có lẽ ông chết rồi, thành ra làm sao biết là ông Lê Quang Sô mà vẽ, mà người con cứ tin rằng là cha mình vẽ lá cờ đó. Một buổi tượng quốc gia mà đâu phải là có thể mà mình nhận bừa được là ông Lê Quang Sô là vẽ. Thành ra tới bây giờ đó, cái chuyện mà hệ trọng nhất đó, ai là người vẽ lá cờ, đến bây giờ chúng ta đào sâu cái lịch sử của Đảng Cộng sản đó, đào sâu tất cả những tài liệu đó, chúng ta cũng không biết ai là người vẽ lá cờ. Hoàn toàn không có chứng minh được bất cứ một người nào mà vẽ một lá cờ đó. Thì TV xử hỏi, đây có phải là ăn cắp không? Nó không phải là ăn cắp, mà chính nó lấy cái tờ cờ của tỉnh nó đưa cho mình để mà mình dùng làm cờ nước. Tất cả là chỉ thị thôi, tất cả là sai. Tao sai mày làm cái gì mày phải làm đó. Mày là thằng gián điệp, mày là thằng gián điệp, tao trả tiền cho mày. Mao Trạch Đông trả tiền cho Hồ Chí Minh để làm gián điệp như vậy, thì bắt buộc Hồ Chí Minh phải thực hiện những cái điều mà Mao Trạch Đông làm. Quý anh chị em, khi mà TV cắt nghĩa cái đề tài này đó, nói thiệt, quý anh chị em chịu lắng nghe đó, quý anh sẽ thông suốt hết mọi điều. Thông suốt hết mọi điều, và quý anh chị em khẳng định đây là một tên gián điệp. Tại vì tất cả những bằng chứng tài liệu, và TV là người viết bài mà, thành ra TV sưu tầm tất cả những tài liệu và TV học hỏi được. Thì khi mà mình sưu tầm tài liệu được thì mình mới dám quả quyết như vậy. Thành ra quý anh chị em cứ kiên nhẫn đấy, ở lại với TV 256 để nghe tất cả những cái sự thật, để biết khẳng định rằng là ông Hồ Chí Minh là một ông gián điệp tạo. Bây giờ cái điều mà TV muốn khẳng định thêm đó là quý anh chị em nhớ rằng đó, khi mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền vào 1945 thì chỉ một năm sau thôi thì Hồ Chí Minh ký vào cái hiệp ước sơ bộ với Pháp. Cái hiệp bước ước sơ bộ đó, người ta nói cái hiệp ước đó là bán nước, là đại khái là nó cũng như là tìm cách để mà tiêu diệt tất cả đảng phái khác. Nó kinh hoàng như vậy đó, hiệp ước sơ bộ vậy đó, là Hồ Chí Minh tiêu diệt tất cả những đảng phái, cũng như là Việt Nam Quốc Dân Đảng, rồi Đại Việt Quốc Dân Đảng đó, cái tất cả những cái đảng phái khác thì toàn là những người yêu nước không ạ.
những người yêu nước đâu có thua Hồ Chí Minh đó. Chúng ta nhớ là Việt Nam Quốc Dân Đảng mà 13 với 13 đồng chí là bị xử chặt tọt cổ ở Yên Bái, trong cái lịch sử chúng ta hiểu nhiều về điều đó. Thành ra đó, Hồ Chí Minh mới ký hiệp định với Pháp để mà rảnh tay để mà tiêu diệt cái người quốc gia. Tại vì đó, Pháp đó là nó bị cướp chính quyền bởi Nhật rồi, mà rốt cuộc Nhật đầu hàng. Cái chính lúc đó là Nhật đó, nó là lại là điều khiển cái đất nước mình, nó cướp đất nước mình, nó cướp trong vòng bây giờ tuy không biết là bao lâu, không nhớ bao lâu, nhưng mà đại khái là sau cái hai cái quả bom mà Nagasaki với một cái quả bom Hiroshima, hai cái quả bom đó đó là làm tàn sát cái nước Nhật, thì bắt buộc Nhật Hoàng là phải đầu hàng Hoa Kỳ, đầu hàng. Khi mà Nhật Hoàng đầu hàng Mỹ thì quân đội mà Nhật mà chiếm ở Việt Nam đó, họ cũng không biết làm sao nữa. Nhật Hoàng đầu hàng thì họ đâu có cái quyền hành gì nữa đâu. Thành ra họ giao cái quyền mà hành xử về chính phủ cho ông Trần Trọng Kim. Đại khái là ông Trần Trọng Kim lại là được thừa sai từ hoàng đế Bảo Đại gì đó. Thì ông Trần Trọng Kim mới dương cái lá cờ đỏ, dương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ở thành đô ở mà cái chỗ gọi là ở ngoài Hà Nội đó, thì tivi thấy nhiều cái hình ảnh nó chụp do, trong đây thì nó có Dinh Độc Lập, Tô Đỗ Chánh, xin lỗi cái Tô Đỗ Chánh ở bên Hà Nội là cái cờ vàng ba sọc đỏ được treo tại đó. Thì khi treo tại đó xong rồi đó là Hồ Chí Minh cướp chính quyền kéo cái cờ vàng ba sọc đỏ xuống. Đó là cái cờ mà quốc gia, cái cờ tổ quốc của mình. Đó là cái đau thương của dân tộc không? Tại vì đó, có phải Hồ Chí Minh là người Tàu? Nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam đó, không có bao giờ mà đi tiêu diệt tất cả các đảng phái chống Pháp. Mình cũng chống Pháp, thấy không? Mình cũng chống Pháp, và dạ, chào anh Lê Vinh nha. Mình cũng chống Pháp, mà Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng chống Pháp. Rồi Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng chống Pháp. Rất là nhiều cái tổ chức mà chống Pháp. Một cái đảng dân chủ xã hội gì đó mà bây giờ tôi đi bên Phật giáo Hòa Hảo đó, cũng chống Pháp. Mà tất cả gần như là bị tiêu diệt dưới cái bàn tay của Hồ Chí Minh đó. Thành ra Hồ Chí Minh là ai? Bây giờ chúng ta phải đặt lời cái dấu hỏi, Hồ Chí Minh là ai? Hồ Chí Minh là ai mà giết tất cả những đảng phái yêu nước như vậy? Hồ Chí Minh là ai mà giết tất cả cái đồng bào trong cải cách ruộng đất mà lên tới con số mà gần 200.000 người như vậy? Thành ra tất cả chúng ta khi tiếp tục đặt câu hỏi là chúng ta biết Hồ Chí Minh là ai. Khẳng định như vậy. Đã. Tất cả những cái cuốn sách đó mà nói về Hồ Chí Minh đó, quý anh chị em biết xuất bản từ đâu không? Gần như tất cả đều xuất bản từ Tàu mà. Nó không có một cái bản mà nào mà xuất bản mà ở Việt Nam đâu. Từ cái Ngục Trung Nhật Ký rồi những mẫu đời về hoạt động của Hồ Chí Minh, của Trần Dân Tiến, tất cả đều được in ở bên Tàu. In bên Tàu rồi mới chuyển sang nước Việt Nam mình. Đúng không? Trần Dân Tiến rồi bốc thơm Hồ Chí Minh tới tận mây xanh luôn đó.
rồi đó Đảng Cộng sản ký là ký nhận là đó là Hồ Chí Minh. Sau này mới nhận là Hồ Chí Minh. Thì không có ai mà gọi là viết sách mà để tự khen mình như vậy, thành ra rất là nhảm nhí, lưu manh nữa, mang cái tính chất lưu manh nữa, là mình dùng dùng cái bút hiệu của mình dùng dùng cái một cái bút hiệu nào khác để mình khen khen tặng mình, mà trong cái những cái đoạn viết như vậy đó, người ta đọc và người ta hiểu được là chỉ có Hồ Chí Minh mới mới biết được như vậy thôi, chứ không có ông Trần Văn Tiên nào. Bây giờ kiếm ra mặt mũi ông Trần Văn Tiên chẳng thấy ai đó. Mình thấy nó đau lòng như vậy đó. Rồi cái vừa đi đường vừa kể chuyện của tác giả là Ti Lan cũng vậy, ý chán à, tất cả đều là khen ngợi Hồ Chí Minh và được in ấn ở ở Trung Quốc, chứ không phải rằng là ở bên đất nước của mình. Bây giờ thêm một một điều mà TV muốn khi khui ra, và TV nghĩ rằng là các anh em đã biết, nhưng mà trong cái buổi nói chuyện này thì TV muốn chia sẻ tất cả mọi điều, chứ không phải là chỉ một số điều thôi. Thì chúng ta biết rằng là Hồ Chí Minh đó có cái hai tên cúng cơm là Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Tất Thành, và ai cũng hiểu được điều đó. Giống như Hồ Chí Minh mà đi qua Pháp rồi xin làm học trường thuộc địa, rồi có tất cả những cái chữ ký tên rồi lá thư gần như chúng ta đã biết hết, và có thể nhiều nhiều anh em của chúng ta nghi ngờ là đó không phải, không biết có phải là chữ viết của Hồ Chí Minh không, hay là cái bức thư đó trong ngân số xá Pháp là giả mạo, là không có sự thật. Nhưng mà mình phải hiểu rằng ai cũng có cái tên của mình hết đó, từ nhỏ tới lớn mình cũng có cái tên hết đó, hiểu không? Thì Hồ Chí Minh cũng vậy, Hồ Chí Minh cũng có tên là, nhưng mà mình thấy có hai cái tên là Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Tất Thành. Thì khi mà một cái tên đó là người ta nói là một trong đó là những cái hai cái tên đó là một trong đó là tên cúng cơm, thì tên 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 trên giấy tờ chứ, tên cúng cơm là có thể là Nguyễn Sinh Cung đó, mà tên trên giấy tờ đó là trên tên Nguyễn Tất Thành. Khi mà đặt tên mà tên trên giấy tờ đó, thì nó đi vào cái hệ thống giấy tờ thuế má rồi đủ thứ đó. Nó giống người dân mình có cái tên đó là gần như không thay đổi được, nó giống như nó đi vào cái thẻ căn cước đồ này đó, là làm sao mình thay đổi được cái tên Nguyễn Tất Thành. Thành ra đó khi mà công thành danh 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 toại thì mình phải lấy cái tên chính thức của mình, cái tên mà đã từng ở trên giấy tờ của mình, chứ không phải mà là khi mà Hồ Chí Minh trở thành một chủ tịch nước rồi tự nhiên đổi lấy là tên là Hồ Chí Minh. Và khi, xin lỗi với chị hơi ngứa mắt đi, xin lỗi với chị, Hồ Chí Minh á, tự nhiên khi mà lấy cái tên Hồ Chí Minh là làm chủ tịch nước, nói thiệt bá quan dân võ dưới và tài sản của Hồ Chí Minh thì đều lấy làm lạ, tại vì người ta suy nghĩ rằng là Hồ Chí Minh sẽ lấy về cái tên Nguyễn Tất Thành, mà một cái người giả mạo thường thường họ không có để ý đến cái vấn đề đó, và họ khó lắm. Ngay cả mà công thành danh toại rồi đó, họ muốn về quê hương mà để mà thăm lại bà con rồi ruộng vườn hàng xóm, họ cũng không làm được nữa. Bao nhiêu năm trời, hoàn toàn Hồ Chí Minh không bao giờ đến thăm lại làng quê của mình,
nó gọi là làng sen ở Nghệ An, thấy không? Mà bây giờ đến cái phần mà hồi nãy TV nói là ổng lấy cái danh xưng là Hồ Chí Minh thì thiên hạ mới đẻ ra. Từ đó thiên hạ mới đẻ ra các câu chuyện là họ đặt ra, họ đặt điều ra là được rồi, hay quá. Tự nhiên người nói nó chết, tự nhiên nó chết làm buồn dễ sợ luôn. Tại vì mình đang thấy là quý anh chị em vào rất đông, và mình tự nhiên rồi mà nó lại tắt máy thì nó kỳ lắm. Mới đẻ ra cái tên là Hồ Sĩ Tạo. Hồ Sĩ Tạo là coi như là TV không hiểu câu chuyện mà Hồ Sĩ Tạo nó như thế nào nữa. Có lúc là nói Hồ Sĩ Tạo là coi như là ông của Hồ Chí Minh, hoặc là Hồ Sĩ Tạo rồi gian díu với bà vợ của Hồ Chí Minh mới đẻ ra Hồ Chí Minh. Là khi mà gian díu với bà mà vợ của ông mà Nguyễn Sinh Sắc á, Nguyễn Sinh Sắc đó là ông Nguyễn Sinh Sắc đó là cha của Hồ Chí Minh, mà cái ông Hồ Sĩ Tạo hay gì đó gian díu với bà mẹ của Hồ Chí Minh mới đẻ ra Hồ Chí Minh. Thành ra ông Hồ Sĩ Tạo, thành ra đó Hồ Chí Minh là phải lấy họ Hồ, chứ không thể nào mà lấy là họ Nguyễn được. Nguyễn Sinh Sắc là người mà cha đẻ của Hồ Chí Minh đó. Thành ra mình thấy cái phần lịch sử đó, đó mình phải đặt cái nghi vấn. Đó là cái nghi vấn lịch sử. Làm sao mà một người mà chủ tịch nước mà tự nhiên rồi không dùng tên cũng con của mình mà lại đi dùng tên của một cái người họ Hồ nào khác, rồi cho rằng tại vì tôi thương mến ông Hồ này quá, ông Hồ Chí Minh trước khi ông chết, rồi cái ổng là người giúp đỡ tôi hay là cái gì đó. Tại vì nói Hồ Chí Minh khi mà bị Việt Nam Quốc Dân Đảng mà giam ở ở bên Tàu á, thì bị giam như vậy đó, thì có một ông Hồ Chí Minh, ổng là ân nhân của Nguyễn Tất Thành, rồi thành ra Nguyễn Tất Thành nó phải dùng cái tên là Hồ Chí Minh. Cái đó TV thấy là bố láo đó, bà xạo đó, đó rất rất là bà xạo, không 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 có lý lẽ, phải không? Nó không có ai mà bắt buộc mà phải tự nhiên mình đổi tên rồi đổi họ luôn rồi mình làm chủ tịch nước như vậy. Rồi chúng ta thấy rõ ràng nữa không, sau cái vấn đề đó tự nhiên là Hồ Chí Minh phải kêu người ta gọi rằng là người ta gọi cái cá nhân mình là TV. Chắc chắn là đó là ý của Hồ Chí Minh chứ không phải là quần thần đó, là làm sao để mà kêu quần thần đó, kêu mấy cái người mà tướng tá thân cận hoặc là thư ký hay là gì, kêu kêu nó kêu mày làm sao là toàn dân nha, nói toàn dân nha, là phải kêu là bác nha, hiểu không? Mà tự hỏi là bác gì thì tụi bay cứ kêu tao là bác Hồ đi. Thì người ở dưới là phải thay lệnh, phải đi theo cái lệnh của Hồ Chí Minh, không dám cãi được, đi lại ngược hết cái văn hóa tập quán của phong tục của đất nước mình. Đó là cái câu hỏi mà mình phải nghi ngờ. Quý anh chị thấy không? Văn hóa phong tục tập quán của mình là khi mình gọi tên, chứ mình không có gọi họ. Khi mà giống như ở bên miền Nam đây nè, TV gọi rõ ràng và chào chào Vịnh Vịnh Chân Chân nha, Vi Vinh Chân Chân nha. Quý anh chị em nào nói mà tôi TV đọc sai á thì dùm làm ơn đánh cái máy tách xác rồi mà tôi đi đọc cho đúng tên.
TV sợ đọc sai lắm, đọc sai tên người ta cũng hơi buồn. Cảm ơn nhiều nha, Bình Chân Chân. Thằng Điên nói bậy hả? Bạn TV rất là quý mến bạn như vậy đó. Không phải là bạn là người Việt Cộng đó, là TV ghét không? TV rất là thương những cái người mà sống ở ngoài Bắc và chưa hiểu về Hồ Chí Minh đó. Hồi nãy TV thằng Điện nói bậy là Nguyễn Hữu Ti đó, Nguyễn Hữu Ti đánh tách chát dùm TV đi, đánh cho tách chát, đặt cái câu hỏi với TV, nói TV nói sai điểm nào. Nguyễn Hữu Ti, thực ra khi mà mình nói TV không có lo vấn đề mà chửi bới đâu. Quý anh chị em thấy sai cứ việc chửi không sao hết đó. Ở ngoài miền Bắc vô đây chửi cũng không sao hết đó. Cái đó TV thông cảm, rất là thông cảm những người mà miền Bắc đó, tại vì họ quen cái chửi. Người miền Nam không có chửi đi em đồ nhiều, ít lắm. Người miền Nam không có chửi, thành ra người miền Bắc họ thường hay họ chửi. Không phải là TV nghe những cái lời mà chửi xúc phạm đó là TV nói đúng, nó không phải là đúng. Nhưng mà mình phải hiểu người Bắc họ bị một cái đầu độc mà hàng mấy chục năm trong cái suốt quãng đời của họ, họ là những nạn nhân của cộng sản. Nó là những nạn nhân của cộng sản, mình biết nó là nạn nhân cũng giống như là những người mình thôi. Thấy không? Những người mình thôi. Thành ra đúng là mình không thích cộng sản, TV cũng không thích cộng sản. Nhưng mà cái mấu chốt của vấn đề mình đó là mình làm sao đấy, mình giải thoát được cái hình ảnh cộng sản ở trong cái đầu của người ta thì mình mới chiến thắng được. Mà mình muốn mà cái người mà cộng sản mà dứt bỏ đi cái tư tưởng cộng sản đó là mình phải cần gần gũi với họ. Mình cần gần gũi với họ mình mới nói được những cái lời hay lẽ phải với họ. Chứ mình không phải là mình thấy họ chửi mình là mình đá họ đi chỗ khác. Cái quan niệm của TV là nó có thể nó hơi khác với một số anh em. Thành ra đó, mày bị khùng hả? Muốn chửi cũng phải có lý. Bác Hồ là người cao thượng, muốn chửi là phải chửi cái tụi cầm quyền bây giờ mới đúng. Thấy không? Anh chị em nói bác lấy tên Tàu làm sao mà TV biết tên gì. Thấy không? Có người Tàu mà vào cái diễn đàn mình lấy tên Tàu mà lại viết bằng tiếng Việt, TV không có hiểu biết là nói chuyện với ai. Mà bây giờ chửi TV rất là tàn nhẫn, quý anh chị em đọc những dần tách chát rồi rất là tàn nhẫn phải không? Thành ra đó, nhưng mà mong rằng cái bạn Tàu đó cứ lắng nghe đi. Nó có nhiều cái lịch sử mà sắp sửa TV sẽ trưng bày đó. Nếu mà ngay cái mà tin tức mới nhất của BBC đó, quý anh chị em có đọc không? BBC mà cái đó là đài của Anh. Người ta nói là cái trận chiến biên giới đó mà bây giờ người ta tìm ra được là những người lính mà Trung Cộng đó, nó tràn qua nó đánh và nó tìm cách rồi là nó giải cứu cho Hồ Chí Minh. Hết chuyện đó. Tất cả đều là gian dối và gian dối. Cái thế giới của cộng sản là chuyên môn là lường gạt. Đến nỗi mà người lính Tàu đó, không? Đi xâm lăng qua nước Việt Nam vào năm
1979, gọi là chiếm hết 6 tỉnh biên giới, mà làm sao để mà tìm cách để giải cứu Hồ Chí Minh. Trong đầu họ nghĩ như vậy, trong đầu đó họ được tuyên truyền như vậy, trong đầu đó họ được tuyên truyền là Hồ Chí Minh vẫn còn sống, mà ông đã chết năm 1969 rồi. Và họ biết rằng là Hồ Chí Minh là còn sống và bị bắt, bị cái đám Lê Duẩn rồi đàn em sau đó rồi nó vẫn còn giam giữ. Thành ra họ muốn tấn công để mà cứu Hồ Chí Minh. Đó, nội như đó là cũng thấy nó có mang cái sắc thái rồi gián điệp ở trong đó rồi. Quý anh chị đồng ý không? Nó rõ ràng như vậy. Mà cái đó là tin tức của ngày nay đó, tin tức của đài BBC đó. Quý vị vô trong trang nhà bbc.com thử coi, vì chứ quý vị đào ra tin Hồ Chí Minh rồi thử coi, người quý vị đọc những cái tài liệu mà họ phỏng vấn luôn những cái người mà lính của Trung Quốc ấy, là họ họ cầm súng vào đất nước mình và họ tìm để mà gặp Hồ Chí Minh để mà giải cứu cho họ chứ Hồ Chí Minh. Nó cái đó nó thành một cái tài liệu lịch sử thôi, chứ đâu phải là đùa đâu. Đó là chỉ là cái một tài liệu nhỏ để mình nói thôi. Thành ra đó cái đệt bọn lưu dông nghe chắc đó, thấy không? Với anh chị em đó, cứ để ý đi, những người nào đó mà họ sống cái cuộc đời từ nhỏ đến lớn như vậy thì mình phải coi họ là nạn nhân và mình sẽ tội nghiệp cho họ. Cái bạn mà Phạm Văn Hưng này nè, thấy không? TV không có cái thù gì với bạn hết đó, bị bạn chửi bọn lưu vong hay là bạn chửi tục tiểu như vậy, TV thấy rất là bình thường, không có gì hết. Tại vì TV hiểu được cái hoàn cảnh của quý anh chị em như vậy. Mình đặt vào cái hoàn cảnh người ta đi. Mình ở sống ngoài Bắc như vậy, mình bị đầu độc như vậy, mình bị nghèo đói như vậy, nhàn cư vi bất thiện, mình không có việc làm cho người dân. Thành ra con người nó đâu phải là, người ta nói là lễ lễ nghĩa đó, phú quý đó, sinh sinh ra cái lễ nghĩa là khi mà con người mình giàu có, thấy không, thì mình ăn nói đàng hoàng chững chạc hơn. Chứ còn mình một thằng nghèo khổ ách, áo mặc khổ thì làm sao mà mình bất chấp, mình cứ gọi là văn tục. Đó. Nên cảm ơn bạn Ruby Miễn cho nói là TV là chính xác. Thành ra đó, khi mình gặp người đó đó, làm sao mình dìm dìm nén cái con tim mình dìm nén cái sự xúc động của mình. Cũng như là mình bị đau đó, khi người ta chửi mình bị đau. Nếu mà mình tập riết thì mình cũng quen thôi. Chứ lần đầu tiên mà khi TV làm MC của mấy cái diễn đàn trên Bao Tóc cũng vậy. Trời ơi, nó chửi mình tàn nhẫn lắm, là mình cũng đau đớn lắm chứ. Nhưng mà mình dùng cái đầu óc mình suy nghĩ á, thì mình thấy nó là nạn nhân. Nó là nạn nhân, thành ra nó chửi mình đó, thì riết rồi mình trở thấy rất là bình thường. Bình thường là mình, rồi sao mình trở thấy là nó lời những lời chửi rồi có thể là nó nhạt nhẽo quá, thành ra TV chấp nhận hết ha. Quý anh chị em có mặt ở diễn đàn đó cứ chửi TV, nhưng mà cứ chửi TV, nhưng mà đặt cái câu hỏi cho TV, vạch ra cái sai trái mà TV đã làm như gì, TV đã làm những gì sai trái. Quý anh chị em cứ đặt ra, TV hứa danh dự sẽ vui vẻ trả lời cho quý anh chị em. TV có một cái quan niệm rằng mỗi nhân vật, mỗi người Việt Nam đó là một viên gạch
để mà xây nên cái căn nhà Việt Nam. TV không muốn mất một cục gạch nào, hoàn toàn không muốn mất một cục gạch nữa. Một cái căn nhà Việt Nam phải có đầy đủ hết gạch, không có thiếu một cục nào. Dù cái người đó là điên khùng, bệnh hoạn hay là cái gì đó, TV cũng muốn là họ sống. Ngay cả Nguyễn Phú Trọng là kẻ thù của TV. Trong cái cuộc sống của TV đó, cái người mà cầm đầu đó, đó là cái người kẻ thù. Chỉ có một cái tên kẻ thù như vậy thôi, là mình gặp trước mặt, mình có thể mình tát, mình có thể mình đánh, mình ăn thua đủ đó. Nếu mình giết được, mình cũng có khả năng mình giết. Nó hận thù như vậy đó. Tại vì mình biết đó, và mình chỉ hận thù với một người thôi. Mình biết cái người này đó, nó gây cái đau thương cho dân tộc mình. Và mình biết mình trị được người này đó, nó có thể làm xáo trộn chính trị để mà cái chế độ này, cộng sản này nó sụp đổ. Thành ra mình sẵn sàng mình ra tay. Mình không từ đâu. Cá nhân TV thì thương hết mọi người, thương hết tất cả những mà cán binh cộng sản, họ đối với TV là nạn nhân hết. Nó là nạn nhân hết. Chỉ có những tên đầu sỏ đó, nó tiếp tục nó cầm quyền để nó hại dân cái dân tộc này. Thành ra TV phải ăn thua đủ những cái tên đó thôi. Chứ tất cả những cái tên khác thì nó trong một cái hệ thống, rồi nó đi vào nguồn máy như vậy. Nó đi vào nguồn máy vận hành như thế vậy. Gần như tất cả là nạn nhân hết. Thành ra nếu mà Nguyễn Phú Trọng đó mà trao cái quyền hành lợi, quyền hành, quyền tự quyết cho người dân Việt Nam đó, TV cũng không giết Nguyễn Phú Trọng. Biết rồi, nó là bán nước đó, nó vua liêm sĩ đó. Nhưng mà nó vẫn là con người. Và mình trọng cái nhân bản, mình trọng cái quyền con người. Mà mình không nếu mà Nguyễn Phú Trọng có thể khi mà nó giao cái quyền lực, nó có thể nó còn trở thành một người anh hùng nữa. Chứ đâu phải là, tại vì nó cứu cả dân tộc nữa. Nó cứu cả một cái dân tộc để mà đắm chìm trong cái cộng sản như vậy. Thành ra đó là nó quan trọng lắm. Mình hơi sức nào mình trả thù. Mình không bao giờ như những người cộng sản mà trả thù từ 40 năm, đúng không? 40, bây giờ 42 năm rồi vẫn còn hận thù với người quốc gia, với người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó, TV mang cái trường hợp mà đại quý Nguyễn Hữu Cầu, anh Nguyễn Hữu Cầu đó 37 năm tù rồi mới thả anh. Mà người đại quý đó, mình thấy cái tâm họ hiền lắm, họ cầm đờn, họ hát nghiêm ngao rồi, và họ mang cái bộ đồ mà quân phục lính cũ của họ, họ cầm đờn họ hát. Mình thấy hay lắm, mình thấy phục cái anh Nguyễn Hữu Cầu. Mình thấy, dù là bị 37 năm tù rồi, nhưng mà gần như mình không có thấy cái sự mà hận thù. Mình không có thấy hận thù của anh Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng mà TV mong là quý anh chị em không hận thù. Không hận thù, nhưng mà không phải là TV nói như vậy là để mà chống đối những cái người mà hận thù đâu, không phải đâu. Thấy không? Cái cách của TV là không hận thù mà tiến sát đến người ta, kêu gọi người ta tiến sát đến mình để mà có những cái suy nghĩ, tôi có những information như thế này, anh thấy cái tôi sai điều gì, còn bên kia cũng trình bày ra cái đúng cái sai của họ. Rồi mình từ lúc đó mình thông cảm nhau, mình hiểu nhau nhiều hơn, đỡ hơn là mình tiếp tục chiến tranh và hận thù. Chiến tranh hận thù mình không giải quyết được, mình chỉ có ngồi nhau nói chuyện, phân tách phải trái với nhau thì mình mới giải quyết được vấn đề thôi. Chứ không thể nào mà dùng sức lực đánh nhau để mà giải quyết được hết, bằng những cái lời chửi mắng nó cũng không giải quyết được, thấy không? Nhưng mà mình phải thông cảm những cái lời chửi đó, mình chỉ thông cảm thôi chứ mình không cho là đúng nha. Mình thông cảm
cứ chửi nhưng mà ở lại đây đánh tách chát, rồi mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn, đúng không? Đó. Nhưng mà mình bắt buộc thôi, TV cũng đồng ý thôi. Thay vì mình đi vào cái bài nói chuyện là ông Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc hay không, nhưng mà mình vẫn dùng những cái thời gian đó. Cái những thời gian đó cũng rất là quan trọng, thưa quý anh chị em. Nó cũng không phải là ngoại đề đâu. Những cái thời gian đó đó, mình mới có thể mình thay đổi được cái lòng người, cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ của con người. Bởi vì người ta nói đó, cha mẹ TV nói rằng gọi là bản tánh khó dời lắm. Giang sơn thì dễ đổi. Mình giang sơn mình có thể mình bán mình bán cho thằng Tàu thì được, nhưng mà cái bản tánh trong con người thì nó khó đổi lắm. TV viết là khó, nhưng mà TV hoàn toàn không tin điều đó. Cái bản tánh con người nó thay đổi chứ không phải là không thay đổi. Và cái bản tánh thì nó giống như cái sự hiểu biết thôi, nó cũng không có khác gì mấy đâu. Khi mình hiểu biết cái việc đó mình sai lầm rồi thì mình sửa lại thôi. Thành ra thí dụ bây giờ mình giống như là TV 256 hiện tại là đang ở Mỹ thì TV thấy từ hồi mình diệt biên mình đi qua bên Mỹ, tự nhiên thì mình gia nhập một cái xã hội, tự nhiên mình thấy ai cũng dễ thương hết. Trong cái cuộc sống của mình ở đất nước Mỹ này, TV nói thiệt với anh chị em nghe, anh chị em phải tin TV là trong cái suốt quãng đời mà TV đến đây là 39 năm. 39 năm đó, TV chưa từng thấy có một cái cuộc đánh lộn nào trước mặt mình. Đi chợ búa hay đi gì đó, mình thấy mình đánh lộn. Mình thấy cái đất nước mình nó an bình không? Có thể trên TV rồi mình thấy có bắn súng một vài vụ hay là gì thôi. Đúng không? Trẻ em thì nó bắn ở học đường rồi, đó thì cả thế giới người ta biết. Nhưng mà nó không phải là nước Mỹ như vậy. Cái nước Mỹ nó an bình ghê lắm. Cái nước Mỹ bây giờ không bao giờ mà tôi có nghĩ được là một cảnh sát nó gõ cửa mình. Không có đâu. Nó gõ cửa mình thường là nó giúp mình không à. Ừ, nó thường nó mang cái điều tốt cho mình không à. Mình gặp cảnh sát là coi như mình thắng rồi đó. Là coi như mình giữ được sinh mạng đó. Mình không bị cướp bóc, mình không bị lo lắng. Thì người ta, mình gặp một người cảnh sát đó giống như là một người bạn dân. Mình sống trong cái cuộc đời sống đó, nó rất là thoải mái. Mà có lẽ người Việt Nam người ta không hiểu. Có thể nhiều người Việt Nam người ta nghĩ rằng ủa, tại sao ở đây không có hộ khẩu ha? Nhiều người có hỏi vấn đề đó, hộ khẩu. Sự thật ở đây nó đâu có hộ khẩu gì đâu. Bây giờ thì TV buồn, không muốn ở đây nữa. TV xuống Texas, đi qua Texas ở. Không ai hỏi gì đó. Chỉ cần lái xe tới đó ở thôi. Rồi chở đồ mang theo, rồi mướn một cái U-Haul rồi nó kéo lên ở thôi. Không có ai đòi hỏi mình là phải có hộ khẩu gì hết. Rồi mình đến đó rồi có con cái mình cũng nhập trường vô rồi học với người ta thôi. Không có cần cái gì hết á. Cuộc sống nó rất là tự do, nó thoải mái. Quý anh chị mà thích nghe mà không muốn nghe về chính trị này thì bị sẵn sàng được. Vì kể về cái đời sống Mỹ. Đời sống Mỹ thì có thể quý anh chị nghe làm một cái đề tài nó hấp dẫn hơn, biết không? Còn cái này nó về chính trị thì nó rất là khô khan. Nó khô khan nhưng mà khi mà người ta biết được sự thật, người ta giải thích. Nó lại ướt át, nó không khô khan. Có phải không thưa quý anh chị em? Nếu mà quý anh chị em còn ngồi tới bây giờ đó thì TV nó thấy nó không khô khan chút nào đó. Không? Cái con số mà cứ gia tăng lên thì TV thấy là không khô khan.
Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó về. Quý anh chị em nào mà muốn TV chia sẻ về cái đề tài mà nước Mỹ đó thì sẽ đến một ngày nào nha. Có thể ngày mai, ngày mốt. Nếu mà quý anh chị em thích mà đề tài nước Mỹ, TV cũng chia sẻ được. Nếu mà quý anh chị em, một hai anh chị em mà thích mà đề tài nước Mỹ thì TV đánh sơ số 1 TV. Thành ra có những người mà họ thích như vậy. Còn không thích thì TV trở lại cái đề tài mà ông Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc không? Quá đau thương luôn, quá đau thương một người mang tên Hồ Chí Minh mà thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất mà giết tới 172.008 người, kinh hoàng. Đó là theo sách đó, theo sách của Cộng sản đó. Theo sách Cộng sản mà trí phú địa hào, đào tận gốc, chắc tận rễ. Nếu mà mình người Việt Nam mà mình đâu có điên khùng như vậy. Quý anh chị em thử nghĩ đó. Mình là người Việt Nam, mình đi giết người Việt Nam mà mình phải giết những cái người mà tài giỏi nhất. Khi mình đặt chữ trí lên hàng đầu đó là những người tài giỏi nhất. Không có cách gì là người Việt Nam mà đi giết người trí thức đó. Nội mà một cái câu suy luận đó thôi, mày bị ngu à. Thì đó, Lam trả lời dùm TV đi. TV cứ suy luận tại đi sao mà Hồ Chí Minh đi giết người trí thức, trí phú địa hào, đào tận gốc, trắc tận rễ. Đó là cái biểu ngữ mà treo ở trong cái mấy cái vụ mà cải cách ruộng đất. Nên là nó làm như là một cái chính sách của cải cách ruộng đất, là phải giết đi cái tất cả những thành phần trí thức, thấy không? Trí phú địa hào, phú là giàu có, đại khái là như vậy. Vì bạn mà làm để giải quyết được như vậy không hả? Mày bị ngu à. Rồi thành ra không đánh tách chat thì TV miễn trả lời, nghe không? Còn quý anh chị em mà đánh tách chat để hỏi có TV thì TV sẽ vui lòng trả lời. Đó. Mình nhớ là mình học được cái câu là sĩ nông công thương. Họ coi là người sĩ đó. Sĩ đó là người mà cầm bút viết đó. Người sĩ là người có thể là điều hành những cái chức vụ về văn hóa, thông tin, hoặc là có thể làm tổng thống. Đó là những người sĩ đó. Sĩ rồi nông rồi công thương, nhưng mà thời đó mình dùng cái chữ nông cao quá ha. Sĩ nông công thương mà tôi nhớ là cái gì, làm người nông là đứng thứ hai là hạng sĩ đấy, nhất sĩ nhì nông, nhất nông nhì sĩ, hay không? Đa số mình là người nông, thành ra người nông cũng quan trọng, phải không? Người nông nó trồng ra cây lúa để mà nuôi dân, giúp đời, cũng không có thua gì người sĩ. Chứ không phải rằng là vì cộng nó cái năm ngôi sao đó là sĩ nông công thương binh, năm cái thành phần trong xã hội. Mà cái thành phần ai cũng trọng cái thành phần là sĩ là tốt nhất đó. Chỉ có Hồ Chí Minh đem sĩ ra chặt đầu. Thì mình phải đặt câu hỏi rồi. Dạ chào Võ Tắc Thiên Nguyễn nha. Tên cũng đẹp ghê ha. Sĩ nông công thương. Rồi bây giờ chặt đầu cái người mà tài giỏi nhất. Chặt đầu cái người sĩ thì chúng ta tự động chúng ta có cái đầu óc, chúng ta phải suy nghĩ Hồ Chí Minh là ai. Lúc nào cũng phải đặt luôn. Hồ Chí Minh mà là người Việt Nam mà đi giết những người Việt Nam tài giỏi nhất thì có phải là Hồ Chí Minh là người Việt Nam không? Và chúng ta phải trở lại cái kết luận Hồ Chí Minh là một tên gián điệp. Chỉ có tên gián điệp Tàu, nó không phải là dòng máu của người Việt Nam. Người Việt Nam không có giết người Việt Nam như vậy. Người Việt Nam đó
phải thương nhau, không có thể nào mà giết nhau mà quá quá nhiều người như vậy. Có thể nhầm một cái lúc nào mà chúng ta giận dỗi rồi, rồi chúng ta có cái hành xử mà giết người tội lỗi, thì chuyện đó cũng bình thường thôi. Còn cái này đó, tại vì chúng ta lâu lâu mới có một lần như vậy. Còn Hồ Chí Minh đó, nó là người Tàu, người Tàu nó còn dễ giết hơn nhiều lắm. Thành ra nó Tàu nó sẵn sàng giết 172.000 người, phải giết 1-2 người mình cũng không nói nha. Khác chủng tộc mình giết mình cũng không nói, mình giết mình cùng cái dòng máu của mình là bắt buộc mình phải đặt nghi ngờ, mình phải đặt nghi vấn là đó là tên gián điệp Tàu, nó mới hành xử như vậy. Và bây giờ TV hỏi quý anh chị em, đó có phải là lịch sử hay không? Cái lịch sử đã giết 172 người nằm đâu trong sách như vậy, làm sao chối được? Cái chuyện đó là câu chuyện có thật mà ai cũng biết mà. Bởi vì giết tàn bạo quá, thành ra lúc mà Hiệp định Geneva mà Pháp thua Điện Biên Phủ là Tàu há mồm, rồi là Hồ Chí Minh dân lệnh Mao Trạch Đông rồi là chia đôi đất nước ra. TV nói chia đôi là đây là bán nước. Không có ai mà người Việt Nam mà chia đôi đất nước mình. Bây giờ đặt câu hỏi lần nữa, chúng ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi nữa, Hồ Chí Minh là ai mà tại sao chủ động chia đôi cái đất nước của mình ra? Trong khi thời đó mà chính phủ Việt Nam ở trong miền Nam này nè, thì cử lúc đó là bác sĩ Đỗ Văn Hội, bác sĩ Trần Văn Đỗ, xin lỗi nha, tự nhiên TV nhớ rằng bác sĩ Đỗ Văn Hội ở Florida, bác sĩ Đỗ Văn Hội ở Florida. Trần Văn Đỗ là ông là bộ trưởng ngoại giao của chính phủ ông Ngô Đình Diệm, thì ông cũng được tham dự vào cái hội đàm Geneva. Rồi khi mà người ta ký cái bản hiệp định là chia đôi cái đất nước đó, ông bật khóc thôi. Đó là cái lịch sử luôn. Lịch sử kể ra là ông bác sĩ mà Trần Văn Đỗ này đó, ông bật khóc thôi, ông không ký. Ông nói một cái câu gì hay lắm đó, mà ông hoàn toàn không ký. Rồi khi mà ông về nước rồi, tổng thống Diệm đó nó nói biết đéo nghĩ. mình thấy mình phải thương những người như tướng Tài như vậy, hiểu không? Những cái thành phần đó thường thường là trẻ không à, những thành phần đó trẻ tại vì nó cái trong cái cuộc sống nó như vậy, trong cái cuộc sống mà nghèo khổ đói khổ quá, thành ra bần cùng thì dễ sanh đào tặc, phú quý sanh về lễ nghĩa, người ta đã dạy như vậy rồi, nó có tại sao người ta dạy như vậy, chứ không phải là mình nói đâu, mình nói là nó theo cái sự mà những cái hiểu biết mà cái những cái câu nói thông thường thì thường thường là nó đúng thôi. Tướng Tài muốn mà chỉ trích TV những cái điều nào đó, TV 256, chỉ trích TV 256 bất cứ điều nào đó, TV có thể chia sẻ với những sự suy nghĩ với bạn. Không, TV không bao giờ coi bạn là kẻ thù đâu. Không, bạn không phải là kẻ thù của TV, mà bạn rất là cần cái sự giúp đỡ, cái sự hướng dẫn, hiểu không? Bởi vì cái cô Thùy Dương đó, chúng ta có biết cô Thùy Dương không? Cô được qua bên Na Uy, cô hoàn toàn có thấy sao mà lạ lùng vậy? Trời ơi, cái nước Na Uy mình họ giàu có khủng khiếp. Một người dân của họ đó, lợi tức đầu người nó nhiều cái nó lên tới 50.000 đô la.
một năm trên 50.000 đô la. Một con người mà mình làm việc đó, cái năng khiếu của mình đó, mình làm tới 50.000 đô la một năm. Tiếng Mỹ nó gọi là GDP, đó là Gross National Product đó, per capita, là mỗi công dân, là nó lấy cái tổng sản lượng đó, nó chia đều cho mỗi công dân hết. Mỗi công dân đó là được trên 50.000 đô la ở của công dân Na Uy đó. Còn cái công dân của Việt Nam mình nó không tới 2.000 đô la nữa, nó có 1.800 à. Rồi mình thấy mình buồn không? Mình thấy mình phải nói không? TV đâu có được đồng nào đâu. Bây giờ TV nói suốt ngày suốt đêm, TV suốt 40 năm rồi, TV viết bài, TV cũng chưa từng nhận được một đồng nào hết. Bạn Tuấn Tài, chỉ vì TV nói, tại vì TV thương bạn đó, TV quý mến bạn nữa. Những cái người tuổi trẻ là những cái người rườm cột của đất nước, mình phải có sự suy nghĩ, biết không? TV thương mến bạn đó. TV nói là chủ đích đây đó là để nói cho bạn Đức Ngọc Trần địch mẹ bọn, thấy không? Bạn chỉ chửi thôi, mà chỉ chửi cá nhân TV, TV chấp nhận hết. Thành ra không có nghĩa gì hết, mà TV cần có cái sự hiện diện của bạn Đức Ngọc Trần. Nghe, cứ lắng nghe TV nói, mình bỏ ra 10 phút, 15 phút, từ từ mình bỏ ra nhiều để mình biết sự thật thôi. Mình biết tại sao người ta không có bỏ một đồng bạc nào hết, người ta không có kiếm, bởi vì TV nói chuyện mà TV được tiền, không bao giờ TV được một sen nào hết, mà TV phải bỏ ra 40 năm như vậy, bỏ ra 40 năm để mà đấu tranh như vậy, mà không mang lại một cái lợi gì cho mình hết, mà chỉ cần bỏ tiền ra thôi, phải bỏ tiền ra mua máy sửa chữa, rồi nhiều khi là bỏ tiền ra giúp những người anh em trong nước nữa đó. Còn là mình tung tiền ra không, đâu phải là tiền chùa, cái tiền cũng là do xương máu của mình làm việc chứ. Ở bên Mỹ này, ví dụ mình làm việc có 10 đồng một giờ thì cũng là mồ hôi nước mắt của một giờ làm việc chứ, đâu phải tự nhiên mình bỏ ra một hai tiếng đồng hồ ở đây rồi để nói cho bạn nghe như vậy. Nói chơi vui, thà là TV đi coi cine, hoặc là đi khiêu vũ nhảy đầm, hoặc là đi uống bia uống rượu, hơi sức nào mà bỏ thì giờ ra để nghe bạn Đức Trọng Ngọc Trần người chửi là địch mẹ bọn bao que. Tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn. TV cười nhưng mà trong tâm nó cũng đau đấy. Nó có một phần đau đó là nhiều khi là gặp những cái người mà có thể mà mình không hiểu biết. Tại vì bạn dân đen Nguyễn ý Trần Ngọc Đức đó, bạn Đức Ngọc Trần đó, bạn thấy TV làm với cái mục đích gì? Nếu mà TV làm chuyện mà cái mục đích mà kiếm tiền, hoặc là TV cố tình cứ nói xạo, nói láo để mục đích gì? TV không phải là nhà nước. Nhà nước có thể người ta gạt dân, TV chẳng lẽ đi nói láo với bạn để làm cái gì? Nếu cá nhân làm gì mà mất thời gian như vậy, để bạn cứ bị nghe tuyên truyền là thằng TV này nó muốn về nước nó cầm quyền, nó muốn lấy lại cái chế độ bao que để mà nó cầm quyền. TV sống rất là an phận rồi, với gia đình vợ con trong một cái đất nước rất là tự do, đúng không? Nhưng mà TV cũng phải, khi mà mình sống được sung sướng thì mình phải nghĩ đến cái sự sung sướng của người khác chứ. Mình nghĩ là cái dân đen của mình đang sống khổ sở như vậy, thấy không? Dân Na Uy người ta làm 58-60 ngàn đô la một năm, cái dân mình đó chia đều ra đó
chia đều tổng sản lượng quốc gia chia cho 90 triệu dân, mỗi người có 1.800, không biết bây giờ lên tới 2.000 chưa nữa, đúng không? À. Rồi mày đang sủa như chó, tivi không lạ gì đâu. Tivi nói thật với bạn Thắng Nguyễn Thắng đó, là tivi đấu tranh là từ năm 1000, mà lúc mà bắt đầu mà có email đó, 1002 bot đó, không? Mà lúc đó nó mắc tiền lắm nha. Trời ơi, mỗi lần mà mình 1 giờ đó, 1 giờ email con online đó là nó bắt mình phải trả 3 đồng. Mà mình đấu tranh kiểu mà ngày này qua tháng nọ đó, một năm, một tháng đó là mình phải trả, có cái bill lên tới 300 đồng. Nhưng mà thường thường là bill là 200 mấy không à, hoặc là 100 mấy thôi. Tại vì cứ 3 giờ mình tốn tiền, rồi nó download cái này tốn tiền, cái kia tốn tiền, tùm lum hết. Tất cả là gì? Tại sao mình phải bỏ tiền cho gì? Mình bỏ tiền để mình chuyển email, nó gọi là chuyển lửa đấu tranh đó, mình chuyển về trong nước để cho người ta dân người ta hiểu được sự thật, để cho cái đất nước mình đó cùng giàu có giống như Na Uy vậy đó, để người dân mình nó làm việc một tháng một năm được 58.000 như là Na Uy, chứ không phải người dân mình làm được có 1.800 à. Rồi để người dân mình khổ sở quá, không có tiền để mà xây cầu, không có tiền làm nhiều việc lắm, nó nghèo quá đi. Thành ra mình đến đây đó để mình giúp cho những người bạn như là Nguyễn Đan Dân đó, chứ không phải là khi dễ bạn hay là chửi mắng bạn đâu. Mình thấy bạn chửi thề nhưng mà mình không khi dễ bạn, tại vì mình biết là bạn nạn nhân, bạn bị chửi thề vì nó quen cái đời sống của bạn như vậy đó. Đời sống mà Nguyễn Đan Dân đấy, hiểu không? Đúng là người Việt chết thì chôn, chứ cuộc sống mình là rất là ngắn ngủi, mình đâu có tham vọng gì. Và chào bạn người Việt không cộng sản, Việt Nam Cộng hòa forever nha. Dạ. Người Việt chết là chôn. Ừ. Bây giờ nó đi nhanh quá, thành ra TV không đọc được thông cảm nha. Thành ra nói thiệt đó, tôi TV nói thiệt, thấy mấy quý anh chị em nào mà mình sống trong đất nước tự do đó, đừng có buồn nha. Là TV 256 nó muốn rằng là có thể nó hơi ưu tiên cho những người mà thân cộng, nó hơi ưu tiên cho những người trong nước, họ càng cộng sản bao nhiêu á thì TV lại càng muốn gặp bấy nhiêu, hiểu không? Nhưng mà TV mau hiểu được là các bạn mà đã sống đời sống tự do rồi đó, thì những lời TV nói thì các bạn sẽ thông cảm cho TV ngay, hiểu không? Thiệt đó chứ, quý vị sẽ thông cảm cho TV là tại vì cái mục đích của TV đó, mở cái diễn đàn này ra đó, là để mong nói chuyện với những cái người mà phía cộng sản nhiều hơn là phía mà dân chủ tự do. Cái sự thật là như vậy đó. Bạn mà xa quê buồn kìa, ngậm mồm đi, thấy không? Đó là những người mà TV lại muốn nói chuyện nhiều hơn, tại vì nó rõ ràng là thấy họ là nạn nhân thôi, họ là nạn nhân, họ không hiểu được sự thật, họ không hiểu được cái tấm lòng của mình bỏ ra mấy chục năm để mà mình không hưởng được gì hết, không hưởng được một đồng nữa. TV viết trên 10.000 bài rồi, TV nghĩ là trên 10.000 bài xa lắm rồi, mà TV chưa từng nhận lãnh một đồng nào hết. Nói cho quý anh chị thương là như vậy, một lũ phản động chúng mày đang dẫm đập lên xương máu cha hơn chúng mày đấy.
đó, cái bạn mà nhạc bất quần đó nói tivi như thế đó, thấy không? Nhưng mà tivi nói với bạn nhạc bất quần biết đó là những người như bạn đó mới là đối tượng của tivi, mà tivi muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn, chứ tivi xem bạn là những là người bạn, hiểu không? Chứ tivi những người đó không phải là kẻ thù của tivi. 1.000 bài cũng thế thôi hả? À, nhưng mà 1.001 bài, 1.001, 100, 101 bài nó sẽ tới đó, thưa anh, quý anh chị em, bạn xin lỗi, anh xin lỗi, 101 nó sẽ đến. Nếu mà mình kiên nhẫn, khi mà mình kiên nhẫn thì mình sẽ thành, đến lúc nào không hay, đúng không? Giống như con kiến nó tha lâu nó đầy tổ thôi, nó mỗi ngày nó cứ tha một tí một tí, mà 100 ngày không được thì 101 ngày. Đó là cái bản tánh như cá nhân tivi là như vậy thôi, và có nhiều cái là tivi thuyết phục được chứ không phải là không đâu. Nếu mình chịu kiên nhẫn ấy, thì gần như là mình sẽ thành công được. Anh xin lỗi đó, nghe nghe lời tivi đi, ở lại đây nghe, lắng nghe tất cả những sự thật đi, rồi mình thấy rõ, hiểu không? Chứ để mà cái đồng bào trong nước của mình đó mà cái lợi tức thì có 1.800, mà trong khi cái lợi tức người ta tới 58.000 nước Na Uy, 58 hay 62.000 tôi không rõ nghe, nhưng mà coi như nó thua gấp hơn 30 lần như vậy. Nó gấp hơn 30 lần như vậy thì mình phải hiểu cái sự vô lý của nó chứ. Mình hiểu tại sao mà cái dân tộc mình nó chẳng lẽ là mình dở hơn Na Uy, chẳng lẽ dân tộc mình lại dở hơn cái Singapore, ngay cả Singapore nó cũng 40 mấy ngàn rồi, chẳng lẽ mình chịu mình có 2.000 đồng à? Không tới 2.000 đồng nữa rồi làm sao dân mình sống? Dân mình muốn cái xây cái cầu cũng không được nữa. Rồi mọi người sống khổ, mà càng sống khổ thì lại càng chửi thề, rồi là cái lại là gây lộn lẫn nhau, rồi giành giật cái sự sống với nhau, rồi đánh đấm, rồi cướp giật nhau, thì cái đất nước này nó đi đến đâu, cái đất đất này nó loạn rồi, thành ra làm sao mà tivi có thể chịu đựng nổi, thưa quý anh chị em, phải không? Tivi thương quê hương, thương cái đất nước này, vì cái tấm lòng quê hương mới làm những cái chuyện này như vậy. Chứ mình đâu có điên khùng đâu, mình cũng biết chơi game hoặc là ăn uống rồi là nhậu nhảy đầm hoặc là đủ thứ bên nước Mỹ này. Mà bên nước Mỹ này TV nói thiệt đó, nó cám dỗ con người lắm. Không không có ai là ngồi kiểu tivi đây đâu, sự thật là vậy đó. Nó không có ai mà ngồi bỏ thì giờ để mà nói chuyện với quý anh chị bạn như vậy đâu, hiểu không? Lắp nick nó đi không sao đâu, tivi không có, tivi hứa danh dự là không có lóc bất cứ nick nào hết đấy, hiểu không? Tivi dùng cái phương pháp rồi là hòa quảng với nhau hết, tất cả chúng ta là anh em hết. Bởi vì TV đã nói với anh chị em mà nghe trước rồi đó, thì thông cảm cho TV. Những người nghe sau á, thì TV nói đó, TV muốn một cái căn nhà Việt Nam mà mỗi người dân Việt Nam là một viên gạch, và TV không muốn mất một viên gạch nào, kể cả viên gạch Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà Nguyễn Phú Trọng chịu giao quyền hành cho toàn dân Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng bước xuống thì TV có thể lấy cái sinh mạng để bảo đảm cái sinh mạng của Nguyễn Phú Trọng. Tại vì không có người 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 Việt không có cộng sinh, nếu mà bỏ chủ nghĩa cộng sản đi là trở thành người Việt, không có tội gì hết. Đầu óc mình phải nghĩ nhân bản, nhân bản, nhân bản. Tất cả những tội ác là tha thứ hết. Giống như bên bên bên
bên Mỹ đó họ cũng có nội chiến đó. Mà đất nước Mỹ họ nội chiến rồi, nhưng mà tới hồi họ thống nhất đất nước thì hai người lính bắt tay với nhau vậy. Hai người mà tướng đó, một tướng tướng Lee với tướng tướng Grant đó, hai người bắt tay nhau rồi ôm với nhau coi như tình anh em, đúng không? Bên miền Nam thì đầu hàng, nhưng mà họ thương với nhau rồi họ nói thôi bây giờ quý anh đó thì không có ngựa ha, chúng tôi cho cấp ngựa cho các lính quý anh rồi giải tán đi, mỗi người lính đi về nhà mang theo cái con ngựa rồi mang theo đồ ăn lương thực rồi thực phẩm về nhà để mà lo canh tác, lo nuôi nấng vợ con. Nó phải người ta thương thương với nhau không? Chính vì cái tình yêu thương đó mới làm nên cái nước Mỹ nó hùng mạnh như vậy. Chứ không phải là những người cộng sản tự nhiên rồi chiến thắng xong rồi không rồi đuổi người ta đi dùng kinh tế mới rồi bắt người ta thanh niên xung phong rồi đánh kinh tế tư sản mại bản rồi đổi tiền ba lần người ta nghèo hết rồi. Rồi thử hỏi làm sao rồi người ta sống được, rồi bắt buộc người ta phải vượt biển thôi. Rồi vượt biển rồi nói người ta hèn không về đây dám đấu tranh xuống đường đi, kêu về xuống đường Việt Nam. Người ta hèn mà tại sao người ta dám hy sinh cái mạng sống ở trên biển vậy? Ở trên biển đó người ta biết đó là bốn người chết, là bốn người đi là một người chết rồi. Người ta ước lượng đó là trên 500.000. 500.000 thuyền nhân chết ngoài biển. Mà trong khi gia đình TV256 bị đi bằng cái chiếc ghe đuôi tôm. Chiếc ghe đuôi tôm là cầm cái tay nè, cầm cái máy quay chứ không phải là cái bánh lái nó như vậy đâu. Cái kia nó cũng cái đuôi tôm nó cũng có bánh lái nhưng mà nó làm cho hai người lái. Chỉ có giỏi thì mới có thể một người lái thôi. Cái ghe thì TV là cái ghe mà vỏ lãi đó, nó gọi là vỏ lãi. Nó dài, dài đoàn thôi. Chở đúng 13 người thôi. Mới ra cửa biển là thấy chết rồi. Đâu có thể nào mà chịu cái sóng nổi đâu. Mới ra cái biển là sóng nó ào vô, nó ngập cái ghe hết rồi. Rồi mới ra khỏi giữa biển thôi là mình thì mình đang cầm cái máy tàu, cái quay qua quay lại, cái nói ba nói thôi nó thành nước mặn hết rồi, thôi bây giờ đổ luôn nước luôn. Trời đất ơi, mình mới ra biển mà ba mình nói cái luôn nước mặn hết rồi, làm sao mà mình sống đây. Mình nghĩ mà rồi cái đường cuộc hải hành của mình đó, làm sao mình có cái giọt nước để mình sống đây. Nguyên cái lưu nước mặn mà nó đánh cái nắp lưu nó dâng ra, hiểu không? Cái sóng mà giống như mình mới ra ngoài biển mình mới thấy được, nó gọi là sóng bạc đầu. Cái sóng bạc đầu là nó cao, vì nó cao lắm, là khi cái ghe mình nó giống như hột cát nhỏ dưới, cái sóng nó cao gì nè, rồi nó ụp xuống kinh hoàng lắm. Thành ra đó 24/24 là mình phải tát nước hết. 13 người là có thể là 4-5 người là tát nước, tát ào 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 ra bên hông tàu. Và cứ tiếp tục đi như vậy. Sự thật thì nó sóng lớn quá thì mình đâu có chạy máy được. Cái máy mình nó gác lên rồi. Và chỉ có phận sự là tát nước thôi. Mình thấy cái biển đó, nó vĩ đại lắm, nó con người lúc đó nó nhỏ bé làm sao đấy. May đó là ở trên tàu đó mình có mang theo chuối với mía, mà chỉ có hai cái đó là mình sống được thôi. Và mình đi cái cuộc hành trình đó tới gần 6 ngày. Đến ngày thứ 6 là mình đã nhìn thấy một cái chiếc tàu khác rồi, chiếc tàu Thái Lan rồi. Tàu Thái Lan rồi nó đưa mình
vào cái đất sông La của bên Thái đó, nó đưa mình vào cái bến tàu, nha. Cái TV kể sự thật nó để cho anh chị em tưởng tượng được, nó cũng lạ luôn ha. Nó đưa vào mình đi 6 ngày trên biển rồi phải không? Cái mình cái bến tàu nó bằng cái sàn đá thôi. Khi mà mình lên cái bến tàu rồi đó thì nó nói tiếng 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 Thái mình đâu có biết đó. Thì cái ý nó chắc là nó nói ở cách xa đó cỡ khoảng 500 mét là có trại Sông La của người Việt, tụi nó biết. Thành ra nó bỏ ngay bến tàu rồi, lúc đó là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng phải không? Cả nhà lúc đó mệt lắm. Anh chị em 13 người mệt hết. Mới leo lên trên cái sàn đó. Thì TV kể lại một cái câu chuyện người là rất là kinh hoàng. Cái kinh hoàng đó là mẹ của TV đó, má TV đó. Khi mà nằm ngay cái bến tàu đó rồi mình làm một cái giấc ngủ đó. Mình giấc ngủ, má kể lại nghe, nó gặp hai bà bạn phải không, ngủ mơ gặp hai bà bạn, cái hai bà bạn rủ má TV đi vượt biên, phải không, rủ má TV đi vượt biên, cái má thì nói má mới nói, thôi tôi không đi đâu tại vì quá sợ rồi, quá sợ cái thảm cảnh vượt biên như vậy đó, tôi không đi. Cái hai bà bạn mới nói không sao đâu, hai ở bên hông đó là mấy cái thùng mà tono đó, mấy cái thùng mà nó nổi lên, nó hai bên hông đâu có lật đâu mà sợ, bà nhất định không đi là không đi à. Ý là tôi vì nói đó, câu chuyện đó là sự thật, mà nó làm như là khi mình sợ hãi quá, cái mình đâm ra mình tưởng tượng rồi mình ngủ mơ mà mình thấy rất là kinh hoàng. Tại vì mình không biết cái cuộc sống mình như thế nào nữa. Nó có những cái chuyến kinh hoàng lắm đó, quý anh chị em biết. Tại vì trên đường mình đó, có một cái chiếc ghe, ý có một chiếc tàu mà giống như cái chiếc tàu du lịch đó, hạng sang đó, từ Princess hay gì đó, bây giờ không còn nhớ nữa. Mà mình đang giữa biển mà mình đợi nó, mình kêu cứu. Tại vì cái ghe đuôi tôm mà mình cho nó thấy rồi mà nó không cứu, nó đi mà gần cách xa mình đó, thì cái sóng nó ép vô trong máy, trong cái thành ghe của mình đó, nó làm tràn ngập đầy hết. Nó tràn ngập đầy hết là tivi văng quá, gác cái máy lên liền chạy ra tát nước cùng với mấy anh chị em, thành ra mới sống được. Cái nước là nó gần tới bè rồi, mà sức trai của mình thành ra mình mới làm được, chứ ngay cái lúc đó là chết rồi, thấy chết rồi chứ không có thể nào mà cứu được. Mà cái tàu đó nó không cứu mình mà nó còn hại mình nữa. Thành ra mai mốt cẩn thận, thành ra không dám ghé gần gần mấy cái tàu đó rồi, chết lãng nhắc. Cái ghe mà đuôi tôm thì rất là kinh hoàng, nghe không? Thành ra là những người mà vượt biên, vượt biển đó là những người anh hùng, những người gan dạ đó. Họ coi nhẹ cái chết. Thành ra đó, trong 13 người vượt biên, thì TV có một người cháu mới vừa ra cửa biển, sóng đánh kiểu gì đó là văng cái bánh lái luôn. Thử hỏi ai không sợ? Cái người đó là em họ thôi. Nó nói cậu hai ơi, cháu muốn đi vào không có, đi chắc chết quá cậu hai ơi. Ba cháu nói chết ở trên biển nó mát hơn, dù là thấy nguy hiểm rồi đó, là đã bỏ cái lưu nước rồi mà nó chết trên biển sướng hơn, mát hơn. Về với cộng sản cũng chết rồi. Về với cộng sản không 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 có sống nổi đâu. Rồi thôi
Mà bây giờ ai cũng sợ, ai cũng khóc hết đó. Mấy con gái rồi khóc hết, thấy, thấy sống như vậy làm sao mà thấy sống nổi. Bà nói ổng là thuyền trưởng, mình phải phục cái tài của bẩm, hay thiệt chứ. Tuy là cái thuyền có 13 người, ổng nói bây giờ mỗi người tát nước rồi cạc kinh thánh đi, đừng có nghĩ đi về gì nữa hết, dù là mới mới ra cửa biển thôi, hiểu không? Thế là mọi người tát phước rồi, mà cái ghe thì nó đâu có đi ra biển được, nó sống như vậy rồi, mình chỉ gác lên rồi nước nó đưa thôi, nước nó đưa mình đi ngang cái chỗ mà sông Đốc đó, thì sông Đốc đó nhìn cái hòn chuối, cái hòn chuối xa lắm mà mình thấy cái hòn chuối nó lớn lắm, rốt cuộc đến 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 lúc mà chạng vạng sáng đó, tự nhiên nó ngăn mình thôi. Đến lúc mà chạng vạng sáng cái tự nhiên cái không thấy hòn chuối đâu mất tiêu, hòn chuối nó xa xa rời xa rồi, nó không còn thấy nữa, chứng tỏ là cái sóng nó cứ đưa về hướng Thái Lan, sóng nó đưa hướng Thái Lan mà mình đã nhận định như vậy là mình coi đó, cái cuộc hành trình mình đó là tại vì mình đi tháng 11 đó, mà tới cái ngày cuối tháng 11 mà cho tới ngày mà sinh nhật của vua Thái Lan đó, sóng nó kinh hoàng luôn. Thành ra mình kể lại chuyện đó là mình thấy những cái chuyến hải hành đó nó kinh hoàng lắm. Nghe ở trong trại tị nạn đó là người nào cũng có tàu chết rồi, thân nhân chết rồi, có nguyên nguyên cả tàu mà cũng bị chết hết, rồi sống trong những cái nhà nó lụp xụp kinh hoàng lắm. Mình không thể nào mình tưởng tượng được cuộc sống mình như vậy đó, bỏ quê hương nó đau khổ đến mức nào mà mình cũng phải bỏ thôi. Thành ra nói những người mà ra đi mà hèn nhát thì TV không tin đâu. Tất cả những người ra đi toàn là những người mà can trường hết á. Thành ra là nghe trở về mà quê hương chiến đấu là họ tham gia, họ trở thành những người lính kháng chiến quân. Đó là những người lính kháng chiến quân giống như Trần Văn Bá đó. Trần Văn Bá mà tổ chức mà lực lượng thống nhất, tổ chức mà thống nhất các lực lượng yêu nước đó, bên Trần Văn Bá mà bị xử tử hình, hoặc là ông Hoàng Cơ Minh dẫn mấy trăm kháng chiến quân rồi lại là bị đánh tan tác hết đó. Đó là những người người ta gan dạ, người ta yêu nước đó chứ. Đa số những người vượt biên là những người yêu nước và gan dạ, chứ đừng có nói người ta hèn nhát, hiểu không? Tại vì đó người ta biết được cái thảm cảnh nó đau thương mà người ta vẫn vượt biên. Bà đài BBC, đài VO nói về những cái trường hợp thương tâm có thể nó cướp cả 20 lần, có những tàu nó cướp cả 20 lần, mà tại sao người ta tiếp tục ra đi như vậy? Người ta tiếp tục ra đi là nó có cái lý do chứ, biết tại là người ta không có sợ chết. Thôi bây giờ quý anh chị em muốn mà TV tiếp tục cái cuộc nói chuyện thì đánh cho TV số 1 nha. Có 3 người thôi, 3 người mà đồng ý đánh cho TV số 1 thì TV tiếp tục cuộc nói chuyện. Tại vì nói nãy giờ cũng là 1 giờ 40 phút rồi. Hello. Anh chị em đánh cho TV số 1 đi. Nếu mà tiếp tục nói chuyện á thì không thôi thì TV quá tốt. Dạ, cảm ơn bạn Cường Hùng Đỗ, Hà Nam Nguyễn tiếp tục phải không? Rồi, phá được, quá tốt rồi. Vậy thì TV tiếp tục cái công cuộc nói chuyện nha. Mình nói chuyện về bất cứ đề tài nào. Bất cứ đề tài nào, nhưng mà mình trở lại cái vấn đề mà Hồ Chí Minh là gián điệp ra. Quý anh chị em đồng...
đồng ý trở lại cái đề tài mà Hồ Chí Minh là gián điệp, nó tại vì nó dài, nó nhiều bằng chứng lắm, nó nhiều kinh hoàng luôn á. Tại bởi vì mình mới khẳng định ông ta là một gián điệp Trung Quốc đó. Nếu nếu mà quý anh chị em muốn trở lại cái đề tài hơi khô khan này nhưng mà rất là giá trị, hoặc là có thể mình để ngày ngày hôm sau, mình tiếp tục cái đề tài Hồ Chí Minh, và bây giờ mình nói chuyện vượt biên chơi đấy. Mình không có, mình không có chủ đích, đúng không? Mình không có chủ đích nhưng mà nó có nhiều cái nó mình thích thì mình nói thôi. Cái cuộc sống mà mình tâm sự với nhau, yes, là hoặc là cái đề tài nước Mỹ, mình coi như là mình tạm phân nửa Hồ Chí Minh rồi. Phân nửa về cái Hồ Chí Minh, bây giờ mình nói về cháu cần được biết về cái vấn đề gì để bạn Cường, Cường Hùng Đỗ nha. Cường Hùng Đỗ muốn biết đề tài gì, cần muốn biết gì về gì đánh trên TV, hoặc Justin Bùi với Chiến Đỗ, yes là yes về đề tài gì mới được, yes về cái gì mới được, thì TV sẽ vui lòng. Mình mong mình biết ý kiến của những người bạn của mình. Rồi tiếp tục về Hồ Chí Minh nha. Rồi đúng rồi, xong ngay, đúng rồi. Mình nói về Hồ Chí Minh thì mình phải nói về Hồ Chí Minh chứ, đâu có phải mình chạy qua chạy lại trong cái chương trình mình nó xong mà. Với anh chị em thấy nó rất là tàn nhẫn. Bây giờ quý anh suy nghĩ coi, Hồ Chí Minh đó, tại sao có những vần thơ của Tố Hữu? Có phải Hồ Chí Minh là người chỉ đạo cho Tố Hữu phải làm câu chuyện đó? Chỉ đạo Tố Hữu để mà viết cái bài thơ để mà tôn thờ Mao Trạch Đông. Rồi bây giờ quý anh chị em nghĩ Hồ Chí Minh là ai? Quý chị em nghĩ rằng Hồ Chí Minh là người Việt Nam sao? Người Việt Nam đâu có thể nào mà đưa cái dòng lịch sử là tôn thờ Hồ Chí Minh, tôn thờ Mao Trạch Đông được. Những cái vần thơ của Tố Hữu vẫn còn đó, và TV đọc cho quý anh chị em biết là viết viết nữa, bàn tay không lúc nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xanh, cho đảng bền lâu rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít Stalin bất diệt. Quá tàn nhẫn không? Kêu là cái viết 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 nữa, viết xong hết rồi đó mà còn thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít Stalin, có cái đảng Cộng sản Nga nữa, rồi bất diệt. Thử hỏi mình là một con người có cái trí óc, mình chỉ suy nghĩ cái hành động mà của Hồ Chí Minh như vậy là mình cũng biết rằng là nó bắt phải tôn thờ Mao Trạch Đông. Thành ra không có ai mà còn là anh hùng nữa. Lịch sử Việt Nam của mình anh hùng biết mấy, rồi Quang Trung, rồi Lê Lợi, rồi Lê Lai, rồi Hai Bà Trưng, rồi Bà Triệu, rồi Ngô Quyền, đúng không? Nói hộ cho mình dư luận viên mới vô hả? Nói hộ cho mình à. Thì cảm ơn cô Nguyễn Võ Tắc Thiên Nguyễn nói hộ cho mình. TV cũng không hiểu, hay là ác quá phải không? Những cái dần thơ của Tố Hữu nó kinh hoàng lắm. Viết viết nữa, bàn tay không ngút nghỉ. Thì con người mà cứ viết viết người này viết người kia, viết 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 bàn tay không ngưng nghỉ nha, là quý anh chị nghĩ là một cái chặt như vậy đó, nó mất có 1 giây à, rồi đưa lên 1 giây nữa không tới nữa, chặt xuống cứ phải phải là nửa giây là một cái đầu người rơi. Không viết viết bàn tay không ngút nghỉ, rồi cho ruộng đồng lúa thuế thâu xong, hiểu không? Viết viết nữa, bàn tay không ngút nghỉ, cho ruộng đồng má thuế, mà tự nhiên
mới nói ra thì tự nhiên quên rồi thấy không? Đúng là cái tuổi già mình nó đến. Khổ không? Cho ruộng đồng thua lúa tốt thuế mau xong, nhớ rồi, cho đảng bền lâu sập bút chung lòng, hiểu không? Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Có phải Hồ Chí Minh là ai, là người Việt Nam tại sao đi thờ thờ Mao Trạch Đông, rồi đến bây giờ hình hình bây giờ hiện tượng mà mình thấy suốt mấy chục năm nay, rồi từ năm 75 đến giờ, quý anh chị em thấy cái đồng tiền mình có đồng tiền Quang Trung không thưa mấy anh chị em? Tất cả đồng tiền toàn là mặt Hồ Chí Minh thôi, là mặt tên gián điệp mà ở trên đồng tiền mình, không, nó không bao giờ nó muốn cho cái đồng tiền mà dùng cho những cái anh hùng dân tộc của đất nước mình. Anh hùng dân tộc của đất nước mình nhiều lắm, thấy không? Quang Trung Hai Bà Trưng hồi xưa đó, đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa có hình ảnh vua Quang Trung, có hình ảnh Hai Bà Trưng, có hình ảnh Lê Lai, Lê Lợi, đại khái đúng hết. Tất cả những anh hùng lịch sử của mình đâu có bỏ được. Mà bây giờ đó, bao nhiêu đồng tiền chỉ in một hình Hồ Chí Minh, phải coi là nó phản với Tổ quốc không? Nếu mà Hồ Chí Minh là Việt Nam á, người Việt Nam đó, thì mình gọi là thằng phản quốc rồi. Nó coi tiền nhân mình không ra cái gì hết. Tiền nhân là cái gì? Tổ quốc là cái gì? Tổ quốc là anh linh của tiền nhân. Nó hun đúc vô cái tinh thần của người Việt Nam mình. Nó tổ quốc là nó có cái thế hệ đi 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 trước. Khi mình nói tổ quốc là nó có cái thế hệ đi trước để lại cho cái thế hệ sau. Nó gọi là hun đúc cái tinh thần. Mà bây giờ mình không dùng nữa. Mình không dùng lịch sử của thế hệ mấy ngàn năm nữa. Thì thử hỏi mình lại phải phản quốc không? Thành ra rõ ràng là mình phản quốc. Nên khi mà Việt Cộng mà nó lấy gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì nó dùng nó nói là Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ nó không phải là Tổ quốc Việt Nam đâu, Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi bây giờ ngày nay nó đánh đồng đủ thứ, nó biết sai rồi mà nó đánh đồng, nó cứ nói là tổ quốc Việt Nam, nhưng mà sự thật nó không phải gì, tất cả là lừa lừa bịp hết, lừa lừa bịp mà dạy cho con người ta những cái điều mà xấu xa, những cái điều nó khi mà nó nói Tố Hữu, nó ổng nói là thương biết mấy khi con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Trời đất ơi, tiếng đầu lòng là nó dạy con người như vậy đó. Tiếng đầu lòng là phải thương cha, thương mẹ, papa, papa, mama. Tiếng đầu lòng của đứa bé như vậy, nó có tính chất nhân bản như vậy, chứ không phải là tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Mà cái đó là những dòng thơ thật sự của Tố Hữu đó. Quý anh chị em chắc chắc không có lạ gì, mấy anh chị em mà sống trong thế giới cộng sản đó thì không có lạ gì những cái dòng thơ này. TV không có chế ra đâu nha, TV không có chế đó, đó là cái sự thật. Thấy không, là cái bằng chứng đổi bao nhiêu lần đổi tiền rồi, bao nhiêu lần đổi tiền cũng dùng cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Là một khi mà anh phản bội lịch sử, anh phản bội Tổ quốc là anh không thể là người yêu nước được. Thành ra đó là chứng minh Hồ Chí Minh là ai. Hồ Chí Minh là tên gián điệp Việt Cộng, tên gián điệp là Trung Quốc. Chỉ có tên gián điệp nó mới hành xử như vậy, nó mới sử dụng chỉ có một đồng tiền thôi, mà nó kêu đàn em ở dưới là phải làm đồng tiền Hồ Chí Minh hết, làm cho lăng là lớn, rồi tất cả đảng nó nhờ vào cái hình tượng Hồ Chí Minh để mà bảo vệ cho mình. Nên tụi nó khôn lắm, nó lấy bác, đảng, nhà nước, nó làm như là cái một cái tôn giáo mà ba ngôi vậy đó. Bác, đảng, nhà nước, thấy không? Giống như tôn giáo ba ngôi không? Ba cái đó là ba cái ngôi nó đồng vị với nhau,
Hễ anh đụng tới đảng đó là anh đụng tới nhà nước. Mà anh đụng nhà nước thì anh đụng tới Hồ Chí Minh, anh đụng tới Bác á. Hoặc anh đụng đảng là anh hùng, anh đụng Hồ Chí Minh. Hễ mà anh chống đảng tức là đâu chống Hồ Chí Minh. Chống nhà nước là chống Hồ Chí Minh. Mà cái lịch sử Hồ Chí Minh nó bắt tôn sùng dễ sợ lắm. Thành ra khi mà Hồ Chí Minh này nó không có ai dám đụng đến. Và nó đưa ra đã đạo luật 56 rồi chứ. À, không phải đạo luật, nó gọi là nghị quyết 56 á, là nó bắt bỏ tù những cái người nào mà xúc phạm đến Hồ Chí Minh. Chú quý anh chị em đọc cái nghị quyết 56 thử coi. Vậy chứ sẽ hiểu TV nói nó bắt bỏ tù đó. Và khi đó mình đó xúc phạm Hồ Chí Minh đó, là kể như mình xúc phạm đảng luôn, xúc phạm nhà nước luôn. Thành ra hỡi đụng tới Hồ Chí Minh là phản động mà. Miệng cứ nói phản động mà không biết phản động là cái gì hết á. Nó dạy từ nhỏ tới lớn làm sao mình biết phân biệt được là thế nào là phản động, thế nào là không phản động. Trong khi Hồ Chí Minh là phản quốc nè, cần phải gọi là phản động. Tại vì đó, con người của mình, người Việt Nam thì mình phải tôn thờ cái tổ quốc Việt Nam chứ. Tổ quốc Việt Nam từ cái đó là nó sinh ra mình mà. Nơi tổ quốc nó có những vị anh hùng tiền nhân lơi lai lơi lợi quan trung hai bà trưng mà mình không tôn thờ, mà mình đi tôn thờ Mao chủ tịch thì đó là cái bằng chứng. Mình chỉ đồng ý là mình suy diễn, nhưng mà cái suy diễn nó chính xác, có thể mình nghĩ là nó 99% luôn á. Nó là một tên gián điệp thôi. Một tên gián điệp nó mới làm cái chuyện để mà suy tôn Mao Trạch Đông. Chứ không, người Việt Nam mà đi khùng hay sao? Hồ Chí Minh là người Việt Nam mà đi khùng hay sao mà đi tôn sùng Mao Trạch Đông như vậy? Mao Trạch Đông mà bắt bỏ vô lịch sử rồi học hành Tố Hữu, bắt những học những cái học sinh học những cái phần thơ của Tố Hữu. Dã man, rất là dã man. Nó mang rợ đó. Nó mang rợ. Thứ nhất là miệng á, Hồ Chí Minh nó đòi đốt cả dãy Trường Sơn để mà chiếm cho bằng được miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái lời nói có lịch sử mà trong sách sử là đều biết đó. Sách sử của nhà nước đó. Đốt cả dãy Trường Sơn để mà đi chiếm miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Vậy mà nở nhẫn tâm chia cái đất nước làm hai ngày vị trí 17. Thấy có mâu thuẫn không? Tại sao cần phải đốt cả trải dãy Trường Sơn mà cắt cái đất nước làm hai? Cắt cái đất nước làm hai là mình thấy là bán nước rồi. Bán nước rồi xong rồi nói đốt cả dãy Trường Sơn. Thành ra không có sinh mạng của con người như thế nào á. Nói là chống Mỹ cho tới cái quần xà lõn luôn. ông Lê Duẩn đó. Rồi chống Mỹ cho đến không có. Nó nói những cái câu mắc cười lắm. Chống Mỹ đến nỗi không còn cái gì đó. Cái quần gì đó, bà Thị Định, bà Định bà nói gì nữa. Chống Mỹ chống Mỹ không còn cái lưng quần nữa. Đó, ghê không? Trời ơi. Dạy những cái câu nói rồi là tầm xàm bá láp nữa mà hại dân, hại nước không. Thành ra một con người như vậy đó thì là cộng sản, là gián điệp tạo là 100% rồi. Bây giờ trở lại cái quyển sách của ông Hoàng Nhân Chí đó, thì Hồ Chí Minh đó chết vào năm 1932-33 thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà chết vì bệnh lao. Quý vị em phải nhớ cái điểm đó, bệnh lao.
Bệnh lao phổi thì thời năm 1932-33 là chưa có thuốc để trị bệnh lao. Hồ Chí Minh không thể nào mà sống được. Cái bệnh lao phổi nó chưa có thuốc mà streptomycin đó. Streptomycin TV biết là tại vì TV hồi xưa cũng bán thuốc Tây, thành ra TV cũng khá có căn bản về thuốc Tây. Thuốc streptomycin đó là vua trị bệnh lao á. Nó trong cái ống mà nó có cái bột trong đó, rồi mình tiêm cái chất nước biển vô, serum vô đó, mình lắc lắc rồi mình chích. Mà chỉ có streptomycin mới cứu được cái người bệnh lao thôi, bệnh lao phổi đó. Lao phổi là do sản sinh từ cái con vi trùng cóc á, cái vi trùng cóc nó đại khái là vậy. Thành ra đến sau này đó, đến 60 mấy năm mấy rồi, người ta mới phát hiện được cái chất streptomycin nó mới trị được cái bệnh lao thôi. Thành ra ai cũng phải chết, bắt buộc phải chết, người bệnh lao không thể nào thoát được. Hồ Chí Minh đâu phải thần thần thánh đâu mà thoát được bệnh lao, trước sau là cũng phải chết hết. Mà khi chết rồi đó thì tự động rồi 8 năm sau rồi xuất hiện ở hang Bát Bó rồi cứu rồi mới 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 mới, mới lên cầm quyền thôi. Mất 8 năm, mất 8 năm mà không biết nhà cửa ở đâu, không có biết cái gì hết trơn, hoàn toàn không biết gì hết. Không biết 8 năm nữa đó, ông làm cái gì nữa, ông làm việc ông ở nhà ở đâu nữa. Rồi tự nhiên xuất hiện ba hang Bát Bó, rồi thành lập chính phủ Liên Hiệp, thành lập chính phủ lâm thời ở cây đa Tân Trào. Rồi khi mà Nhật nó trao quyền cho chính phủ Trần Trọng Kim thì bắt đầu xuất hiện ra, rồi cướp chính quyền thôi. Thành ra đó, nếu mà quý anh chị em để ý với cái lịch sử đó, nó có những cái tài liệu mà cái trận chiến thắng Điện Biên Phủ là không đúng, không phải là Võ Nguyên Giáp đâu, mà người ta nói tất cả là do thằng Tào nó đánh Pháp, chứ không phải là Võ Nguyên Giáp đánh Pháp. Tất cả những tài liệu sau này nói về tướng Trần Canh nè, không không tướng Trần Canh là Di Quốc Thanh nè, Trần Canh, Di Quốc Thanh với một cái tướng gì nữa ta, Trần Canh, Di Quốc Thanh, ba tướng là đại khái là ba tướng đó là đánh cái trận Biên Phủ mới chiến thắng Pháp. Mà chiến thắng Pháp thì khi đuổi Pháp đây đấy, đuổi Pháp ra, mình hẹn khi mình chiến thắng thì mình hẹn ngày giờ nó rút quân ra. Tội dạ gì mình ngu vậy, mình ngu vậy, tự nhiên mình cắt cái đất nước mình làm hai vậy, mình cắt cái đất nước mình chia đôi lần yếu đi vậy. Tự nhiên mà mình cắt ra làm hai, rồi chứng tỏ là mình không có, người Việt Nam mình không có đồng ý cắt ra làm hai, mà chỉ có thằng Tào nó muốn chia đất nước làm hai để đánh nhau, nó dự trù trước hết rồi, đánh nhau rồi để mà sau này nó mới thôn tính miền miền Bắc và miền Nam luôn, nó thôn tính đất nước Việt Nam luôn đó, nó dã man như vậy, nó kinh hoàng luôn á. Đủ thứ chuyện hết đấy, mà nó ngụy biện ra người ta đã không không ký rồi, làm sao người nó hồi là miền Nam đó, nó nói với đồng bào miền Bắc nha, ông Diệm nó ông hèn lắm, ông biết là ông thua, ông không ký, làm sao mà ông Diệm thua được, ông Diệm ông tài giỏi, ông nền kinh tế mà giàu có như vậy, làm sao mà thua được, mà hàng triệu đồng bào miền Bắc mà vô miền miền Nam, nội cái được điểm của đồng bào miền miền Bắc là biết bao nhiêu rồi, là có 1 triệu đồng bào miền Bắc là ký bỏ phiếu cho ổng rồi, làm sao mà ổng thua Hồ Chí Minh được, mà nói là miền Nam là không dám, rồi là tổng tuyển cử, hèn hạ, toàn là nói đặt điều, nói láo chứ,
cho người miền Nam không à, cho tổng thống Diệm không à, làm sao được? Đâu phải ông tổng thống Diệm mà ông sợ thua đâu. Ở trong khi ông hoạch định một cái nền kinh tế mà làm giàu có cái đất nước mình, thì tự nhiên là ông sẽ nhận được cái lá phiếu của người dân chứ. Đời nào mà ổng sợ mà tổng tuyển cử. Rồi nói là người ta không tổng tuyển cử hả, tao đem quân đi tao đánh. Dã man không? Đem quân đi đánh rồi gọi là đi bê đó. Gọi là lấy cái hộp gạo sẽ làm hai, mỗi người lấy đóng góp gạo sẽ ra để chuyển đi tiếp tế cho quân đi vào Nam. Hoạch định một cái con đường gọi là Hồ Chí Minh, đường mòn Hồ Chí Minh, rồi xua tất cả người dân miền Bắc vào trong cái con đường tử như vậy. Để tội nghiệp người ta không? Quá chính xác luôn, cảm ơn bạn Tina Lê nha. Trời đất ơi, nói cái trận chuyến mà đi bê đó kinh hoàng luôn. Nếu mà quý anh chị em mà ráng đọc cái quyển sách mà TV thì nói là TV biết đó, là TV biết là chú TV gọi là chú Bùi Văn Trí đó, mà có đến nhà TV rồi tặng sách nhiều lắm, thì tặng sách cho ba TV đó. Lúc mà ba TV còn sống là mấy chục năm trước rồi. Bùi Văn Triết là Xuân Vũ đó, Xuân Vũ là đường đi không đến đó. Đọc cái quyển Xuân Vũ mới thấy là đi bê như thế nào, kinh hoàng lắm. Nó khi mà chiến sĩ mà bị thương mà nó nghĩ là trị không được đó, là bắn đó. Nó hoàn toàn nó ác lắm. Dạ chào Phạm Hùng, bữa nay biết mặt Mỹ Linh rồi hả? Chào Mỹ Linh là thấy biết rồi, đây TV 256. Bây giờ TV có một cái nick đặc biệt là TV 256 cho cái nick Nam ha. Nếu mà quý vị biết là TV tham dự cái diễn đàn Pao Talk là đã cỡ khoảng 15 năm có. Rồi TV viết bài là cũng từ năm 1996. 95 chứ, là coi như là 22 năm rồi. Thời mà kỳ mà Võ Văn Kiệt đó, TV cũng viết thơ cho Võ Văn Kiệt, lấy email, ông Võ Văn Kiệt lấy email là Sáu Dân đó, thì quý anh chị em mà lấy nhớ cái nick Mỹ Linh đó, thì TV hiểu rằng là TV 256 đó, 22 năm rồi mới tiết lộ cái nick của mình đó, mới xuất hiện đó, thành đó. TV đâu có cần phải xuất hiện mà để mà ăn tiền nhuận bút đâu, không có bao giờ mà TV nghĩ là mình có cái tâm của mình giúp đất nước mình thôi, chứ mình đâu có nghĩ tiền bạc gì. Chưa khi nào mà TV nhận được một đồng bạc nào đó, hứa danh dự vậy đó. Mình đấu tranh là mình chỉ bỏ tiền ra và thời gian thôi, bỏ tiền ra viết bài hàng ngàn bài luôn, gửi cho báo chí, gửi cho khắp mọi nơi, và mình có cái bài viết của mình để dưới đó, xin phổ biến tự do, yêu cầu phổ biến tự do rồi cảm ơn nữa. Bài viết đâu cũng như vậy á, mình không bao giờ lấy bản quyền. Mình đem cả một cái tấm lòng để mình cho cái đất nước mình, để người ta không có thể nào mà người ta diệt cộng mình. Nó hay nói là khi mà mình làm như vậy đó, mình chuyển lửa về Việt Nam đó. Nó cứ nói là mình ăn tiền không à. Nó nói tại sao mà Mỹ Linh lại đi làm việc cho CIA thì ăn những tất đồng tiền dơ bẩn như vậy. Khốn nạn không? Trong khi mình tốn tiền quá sát trời luôn. Mình tốn, nội mà tốn American Online mà thời trước đó là TV nói sự thật đó, gần như là trên 200 không à. Từ 200 đến 300 là thường xuyên, mỗi tháng đó. Từ hồi mà dùng mà bo rết mà mô đầm đó, 1.200 bot hoặc là 2.400 bo rết đó, tốn biết bao nhiêu tiền bạc. Chứ đâu có phải mình, tại vì mình thương cái đất nước mình thương người dân mình.
Dạ, nói gì hiệp định Paris 1975 hả? Thì nãy giờ anh em có cái đề tài là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Quốc, thành ra TV sẽ để ý đến cái đề tài của ông anh Phạm Quang Vinh nha. Anh Phạm Quang Vinh để khi nào mà có thuận tiện thì TV sẽ nói cái đề tài đó. Đề tài đó cũng hay đó. Bất cứ đề tài nào cũng hay. Mà TV biết rồi, rồi TV cũng cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ TV. Là khi mà TV online như thế này đó, thì có một người họ không biết họ chuyển qua bên YouTube toàn bộ cái lời nói chuyện của TV 256, rồi thành ra đó bạn không cần lắng nghe, TV không cần, TV không cần bao nhiêu người nghe hết á, miễn là TV nói chuyện là trên screen là thâu hết rồi, thâu hết rồi đưa trong YouTube, rồi quý vị trở đó, quý vị vô trong YouTube tìm quý vị đánh chữ Mỹ Linh dính liền rồi Nguyễn là tất cả những audio nó thâu trong, người ta thâu gì dùm mình trong đó đó. Thành ra muốn mà tìm hiểu về những cái tài liệu mà TV nói đó, tại vì cái lời TV nói là TV tôn trọng cái sự thật, không có nói láo, đi không, và nói có bằng chứng. Nếu mà đòi hỏi TV bằng bằng chứng á, TV sẵn sàng, TV ráng kiếm cái bằng chứng cho quý anh chị. Thế bây giờ tạm thời coi như mình đi qua cỡ khoảng 2 phần 3 rồi, hình như tới phần nửa hình như tới phần nửa, thành ra mình không thể nào mà mình thanh toán hết đâu, hoàn toàn không thể nào thanh toán hết hôm nay cho cái đề tài này đâu, mà mình sẽ nói ngày mai nha thưa quý anh chị em. Mà trước khi dứt lời thì TV sẽ cho quý anh chị em nghe một cái bài hát rất là hay nha. Để TV nghe một cái bài hát rất là hay rồi mình chấm dứt chương trình này nha, để ngày hôm sau mình có thể mình tiếp tục nha. Rồi. Bài này TV chỉ thấy nó ở trên internet đó, rồi mình lấy ra rồi mình rất vô cùng hay. Một mình đất nước bị tan nát trong tay cộng đồng, nhìn hiện tình đất nước mình sẽ mất trong tay ngoại xâm. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa, giờ còn gì đâu nữa, màu tang tóc bao quanh Việt Nam. Ôi dòng máu Lạc Long
nương bị tan nát trong tay cậu nô. Nhìn tình đất nương mình sẽ vẫn trong tay ngoài sông. Ngồi nhìn về đất nước, một đất nước hoài phong ngàn xưa, giờ còn gì đâu nữa, màu sắc tóc bao quanh Việt Nam. Cái sức mạnh, mình quen nhau qua Facebook rồi mình tạo ra sức mạnh để mình có thể mình tin tưởng nhau, hiểu không? Khi mà mình tin tưởng, mình hoạt động lại chung với nhau mà mình không thích cái ba cái thằng nhà cầm quyền, nó cứ nói rằng là xúi dục. Ở bên nước Mỹ không có chữ xúi dục mà cho đến cái người mà khi mà đã họ trưởng thành mà trên 18 tuổi đâu. Trên 18 tuổi là anh phải chịu trách nhiệm của anh, hiểu không? Chứ anh không có thể nói là tại xúi dục. Thí dụ bây giờ nói về cái biểu tình mà sắp tới đi. Cái biểu tình sắp tới đó, ngày 12 tháng 3 sắp tới này, còn có vài ngày nữa nè, bữa nay là 9 tây rồi. Mà thí dụ TV mà có lỡ mà có nói cái lời mà đề nghị với anh em là phải làm chuyện này làm chuyện nọ, nó không có gì hết á. Mình khi mà mỗi lần mình mà người Việt ở hải ngoại mà có thể mình có một cái ý kiến nào đó mà tại vì mình không phải là vai trò mà mình nằm ở trong chăn để mà mình biết cái rận. Người ta thường nằm trong chăn thì người ta mới biết cái rận. Còn mình ở ngoài này mình thấy tài lanh là mình chỉ người ta. Nhưng mà mình phải tôn trọng lẫn nhau. Ai cũng là lớn hết rồi, thấy không?
Bây giờ tivi mà chỉ có suối dạy anh chị đó thì anh chị làm cũng phải ráng chịu thôi. Tại vì mình khi mình quyết định là mình quyết định cho cái bản thể, cái cá nhân của mình, hiểu không? Mình thấy ở anh tivi ảnh có thể nói đúng đó thì mình làm theo, còn mình không làm theo thì phải kệ mình. Chứ chẳng làm mỗi khi mình làm theo rồi cái mình nói tại vì tôi bị anh tivi hay anh Sáu anh xúi giục, là mình, những người đó nó không có tinh thần trưởng thành, nó không có cái tính trưởng thành. Mình là người trưởng thành, người lớn đó, thì mình làm sự việc nào đó mình chịu trách nhiệm, hiểu không? Chứ mình không có đổ thừa qua rằng là người này xúi, người kia xúi. Ngay cả trong tổ chức mà thí dụ thôi, mình tham gia trong bất cứ tổ chức nào đó, mình có quyền từ chối không những làm những cái gì mà mình không muốn, hiểu không? Chứ không phải là mình tham gia vào tổ chức rồi tổ chức mình bắt mình làm là mình phải làm sao? Không có. Mình làm phải là do cái ý nguyện của mình, mà mình làm phải thật sự mình nghĩ rằng là cái điều đó mình làm mình có lợi cho quê hương đất nước mình thì mình làm. Chứ mình nghe những cái mà phản biện ở trong nước đó là mình thấy mình cười đó. Nó nói mấy anh kia, tại sao anh không về nước anh biểu tình đi, anh xúi người ta biểu tình. Trong khi cái việc nước đó là việc chung, chứ không phải là việc riêng. Mỗi người đều có ý kiến, và anh thấy ý kiến tôi đóng góp mà sai đó thì anh đừng có làm, thấy không? Thành ra TV nghĩ TV không chống đối ai hết. TV vẫn thích vỗ tay những cái việc làm của cái cô mà Lisa Phạm, cô kêu biểu tình bất bạo động cái gì cũng giết xác, đó là cái quyền của cô. TV không có chúng ta không có chống đối nhau, chúng ta vẫn quý mến những cái sự mà quá phát biểu của cô Lisa Phạm. Tại vì trong cái tâm trạng của cô, cái cộng sản cũng đàn áp cũng quá trong tù rồi, cũng bực mình rồi, thí dụ vậy. Mà cái thế giới cộng sản đó nó lại bị hỡi ai chửi càng mạnh là càng thắng thì cứ để cho cô ta cũng chửi đi. Cô có quyền tự do tiếng nói, quyền tự do ngôn luận của cô, mà TV thấy cũng hay lắm. Nhiều khi đó dùng cái lời chửi gì mà áp phê tụi nó mới lắng nghe. Mỗi lần cô ta mà Lisa Phạm mà của online đó, TV thấy là hàng mấy trăm người, hàng mấy ngàn người vào xem đó. Kinh hoàng không? Chứng tỏ là những cái lời chửi của áp phê nó tấn công đúng điểm của thằng Việt Cộng rồi. Thành ra người ta thích cổ. Dù là cổ kêu là chém, giết, sát hết, đúng không? Cái tiếng nói mà mình đâu có thể mình ép tội người ta giống như cộng sản được. Tự nhiên mình không có súng ống, mình không có vũ khí gì hết, mình chỉ bàn tay trắng thôi. Mình bàn tay trắng không, tự nhiên nói người ta là lật đổ nhà nước cộng sản rồi bỏ điều tù người ta cái điều 79. Người ta không có cái súng nào mà lật đổ được hết. Loại cha này không sinh được con là đúng. Cha nào vậy, nói TV đó hả? Mong rằng đừng nói TV nha. Ok. Nhiều cái tách chát đó, dễ hiểu lầm lắm nha. Kim Dung tiểu phẩm hả? Ủa, Kim Dung rồi còn có tiểu phẩm nữa. Thành ra TV vẫn thích quý anh chị em ở trong nước đó. Đó là cái trách nhiệm chung thôi. Trách nhiệm chung mà cha Lý đưa ra như vậy rồi, mà cha Lý có cái quá trình để là người cộng sản họ giam giữ cha Lý tới mấy chục năm rồi. Thành ra nên đi, không có sợ. Chúng ta đi không có sợ.
mình bị đánh một vài bạt tay cũng không sao hết á, không sao đâu. Họ đừng nói TV xuống cứ cứ không phải mình không muốn đi thì mình không muốn đi đi, đừng nói TV suối rồi tội nghiệp TV đó. Nhưng mà cá nhân TV thấy thì mình đi mình chịu đựng đau đớn tí xíu không sao đâu, nhưng mà mình giúp cho cái đất nước của mình, đến một cái ngày nào đó người ta sẽ thấy. Và khi mình vô trong tù đó, tại hôm qua TV có cái đề tài về về hiến pháp đó, về mà cái quyền biểu tình, nó là cái quyền rồi, nó nằm ở trong bản hiến pháp và cái điều 25 của bản hiến pháp là quyền biểu tình. Điều quyền biểu tình được ghi nhận theo quy định của pháp luật, nó thông cái câu theo quy định của pháp luật. Thì mình khi mà bị bắt vô trong trong phường á, thì mình phải nói rằng cái này nó không có quy định khỉ gì đó, tại vì tất cả mọi việc quy định đó là chỉ thị hoặc là nghị định, hoặc như mà bản hiến pháp là phải trên hết, nó dễ vậy thôi. Bản hiến pháp nó nằm ở trong điều 119 á, quý vị đọc bản hiến pháp điều 119, nó nói rằng là hiến pháp là luật căn bản, là hơn tất cả các luật khác. Thì luật căn bản là cái quyền biểu tình, nó hơn hết tất cả các quyền khác, nó không có, nó hơn cả quy định. Cái quy định không có nghĩa lý gì hết, nó nằm trong hiến pháp là nó hơn tất cả các nghị định luật pháp khác. Bản hiến pháp là cao nhất, mà nó khẳng định trong cái điều 119, bản hiến pháp là gồm những cái điều mà căn bản, hiểu không? Mà trong đó nó dặn rõ là mọi văn bản đều dưới pháp luật ấy, đều dưới bản hiến pháp ấy. Thành ra mình không thể nào mình lấy cái nghị định, mình lấy cái luật mà luật biểu tình để mình đè đầu cái quyền biểu tình nằm ở điều 25. Thiệt á, tại vì khi mà nó viết bản hiến pháp nó mâu thuẫn, mà mình thấy rõ là mình cứ lấy cái điều đó mình nói nó đi, cái điều 119 đó là giá trị bản hiến pháp là cao nhất, không có luật nào mà hơn hiến pháp hết. Thì đừng có bao giờ mà lấy cái nghị định mà đè đầu hiến pháp, là nghị định là bắt tôi là phải biểu tình hàng hai, bắt tôi là phải biểu tình đừng có mang trống, không được. Tôi thích mang trống nên mang trống, nhưng mà có thể là nó có một vài điều là điều đó là không có được xâm lấn lòng đường quả mai thì thôi, chứ ở các quốc gia khác đâu có cần phải xin pháp đâu. Người dân quyền biểu tình tự nhiên, không cần phải xin pháp. Nhưng mà xin pháp thì có thể biểu tình mà điện thoại cho cảnh sát biết, để nó ngăn ngừa những phần tử phá hoại như thế. Nhưng nó là cái quyền mình không cần xin phép ở đây. Thôi chúng ta chấm dứt nha quý anh chị em, để có thể ngày mai gặp tiếp ha. Cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe ha.